Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì hôm nay em lên cho bác một số cái bộ dao của bên em nhé. Một số cái bộ dao của bên em. Đó thì nó sẽ có cho các bác là dao Nhật và dao Đức. Thì em sẽ lên chi tiết từng bộ một. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái bộ dao Đức nhé. Bộ dao Đức. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 7 món. Giá thì nó sẽ là 950.000 nhá, 950.000. Đó, 950.000 cho bộ dao Đức như này. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 900 tròn nhá. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức 7 món này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bộ dao Đức 7 món nhá. Đó. Bộ dao Đức 7 món. Bộ dao Đức này, đó, bộ dao Đức 7 món, giá của nó sẽ là 950k nhá, 950k. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác với giá đó là 900.000 thôi. Các bác cứ chuyển khoản cho em 900 là xong. Lên cho em là bộ dao Đức. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một con dao gọt này. Đấy, con dao gọt. Con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, made in Germany nhá, made in Germany. Con này chiều dài của nó sẽ là 20 cm. Đó, 20 cm. Con này các bác có thể dùng để gọt hoa quả các thứ đều ok hết này. Tiếp theo đến một con dao Thái các bác này, con dao Thái này. Con này thì chiều dài của nó khoảng 30 cm. Và hàng thì siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, rất là bén con này. Đó. Hàng thì rất là bén các bác nhá. Cực kỳ là bén luôn các bác này. Đó. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả này, rồi thái này, lọc đều được hết nhá. Mũi nó nhọn như này. Các bác có thể dùng gọt hoa quả thái lọc đều được hết. Chiều dài của nó khoảng 30 cm. Bản của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 4 cm. Và dày của nó thì vào khoảng là 3 ly nhá. Vào khoảng là 3 ly. Đó, made in Germany. Giá của nó sẽ là 950.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con dao chặt này. Con dao chặt thì nó sẽ có hai con, một con là bản to và một con là bản nhỏ. Đấy, hai con này thì giá đều, hai con này thì cái cân nặng của nó đều là như nhau nhá, cân nặng đều là như nhau. Đó, hàng đều của thương hiệu Winling của Đức hết. Nó trong một cái bộ như này. Đó. Và cũng rất là bén luôn các bạn. Đấy, rất là bén luôn các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Đấy, dao chặt nhưng mà nó khá là bén luôn. Đấy, con này bản to thì các bác có thể dùng để thái rất là ok, nó khá là bén nhá. Còn con này thì bản nhỏ thì nó sẽ đầm hơn một chút và các bác có thể dùng để mình vừa chặt vừa thái cũng ok thôi. Đấy, hai con này thì cân nặng đều như nhau nhá, nặng đều như nhau thì nó sẽ có cho các bác là hai con như này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Các bác có thể dùng để mình thái mình chặt cũng đều ok thôi. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một con kéo cắt gà nhá, một con kéo cắt gà như này. Đấy, các bác lên cho em là kéo cắt gà này. Đấy, còn một con kéo cắt gà như này thì các bác dùng để mình cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ok các bác này. Đấy, nó rất là bén luôn nhá. Các bác dùng để mình cắt gà cắt cá này, đánh vảy cá này, rồi kẹp cua ghẹ cũng rất là ok luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 950.000 thôi. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác cái giá là 900. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó, ốp đinh này, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là con liếc đây. Con liếc này thì khi nào mà dao các bác dùng vài năm nó cùn thì các bác mới phần dùng đến con liếc này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên theo là bộ dao Đức, giá sẽ là 950.000 nhá. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 900. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác kia bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật thì sẽ là 930.000. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em cũng tính cho các bác với giá 900 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Một cái bộ dao cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nhá. Hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Wattbo của Nhật đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đó. Đầu tiên thì sẽ là một cái hộp dao như này, bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo và 1 liếc. Và cũng có cho các bác là một cái giá đỡ đây, một cái giá đỡ. Đấy, cơ bản thì nó cũng như nhau thôi. Đây cái giá đỡ của nó này, đây cái giá đỡ đây các bác nhá. Đấy. Đây cái giá đỡ các bác này. Đấy, giá đỡ cũng rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy. Thì giá đỡ nó cũng giống con kia thôi, nó cũng giống cái bộ kia thôi. Đấy, thì con này cái giá đỡ của nó thì nó sẽ dày dẫn chắc chắn hơn một chút nhá, dày dẫn chắc chắn hơn một chút đó này. Đấy, rất là ngon lành các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng inox 304 nhá. Bình thường nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này không đã phải mất tầm khoảng 200.000 rồi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, kéo cực kỳ là sắc luôn nhá. Kéo rất là sắc luôn các bác này. Đấy, kéo rất sắc luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Kéo rất là sắc này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để mình cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều được hết nhá. Kẹp cua ghẹ ở đây cũng ok. Rất là ngon lành các bác này. Một cái kéo này các bác dắt vào đây cho em này. Đấy, dắt vào đây cho em này. Tiếp theo là một con liếc này. Đấy, một con liếc đây. Đấy, một con liếc như này các bác này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một con liếc cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đây là cái liếc của nó này. Đấy. Liếc dài khoảng là gần 30 cm. Các bác cho vào đây cho em này.
Tiếp theo là đến dao này. Dao thì nó sẽ có cho các bác là 4 con dao nhá. Đầu tiên là một con dao gọt như này. Con này thì bên em có bán lẻ bên ngoài nhá. Con này bán lẻ thì giá của nó sẽ là 80.000 cho con dao gọt như này nhá. Đấy, có bán lẻ có nhá, có bán lẻ đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây em sẽ dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy. Giấy bóng dai như này mà nó dọc còn đứt là các bác biết rồi nhá. Đấy. Dao phải rất là bén thì mới dọc đứt được con này. Đấy. Qua theo, đấy, dao rất là bén luôn các nhá. Đấy. Còn nếu mà dọc giấy bình thường như này thì nó sẽ là rất là đơn giản các nhá. Đấy. Dọc giấy bình thường thì rất là đơn giản thôi các nhá. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao dao gọt như này dài 20 cm, Wabo Japan này. Đó, ở đây. Japan các nhá. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con dao gọt như này giá sẽ là 80.000. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Con Thái này thì bên em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Đấy con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao vuông này, dao vuông. Con này bên em có bán lẻ giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, rất là bén luôn con này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Dài khoảng 30 cm. Đây, Wabo Japan con này. Đó, siêu bén cho các bác luôn các bác nhá. Đây, rất là bén con này. Đó, rất bén luôn các bác thấy không? Siêu bén luôn. Đấy, con này thì giá cũng rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, sẽ là 180.000 là con mũi vuông, còn nó sẽ có một con mũi nhọn như này. Mũi nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000. Các bác dắt vào đây cho em. Tiếp theo là đến cho các bác là một con dao Thái này. Đấy, một con dao Thái như này. Con này thì nó sẽ là bản vừa sinh nhá, bản vừa sinh. Đấy. Và con này bên em cũng có bán lẻ. Con này thì vừa thái vừa băm vừa chặt được các bác nhá. Đấy, vừa thái vừa băm vừa chặt được. Rất là bén các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn các bác theo. Đây. Đấy. Con này thì bên shop đang bán giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con dao Thái như này. Đấy, con dao Thái thái vuông như này con này. Đấy, con dao Thái bản to như này. Còn con này thì con dao chặt nhá. Con này thì nó sẽ nặng khoảng 5 lạng, nặng khoảng 5 lạng. Thì con này các bác dùng để băm chặt thoải mái luôn. Và hàng cũng siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, siêu bén luôn. Đây, dọc dây bóng thoải mái con này. Đấy, dọc dây bóng thoải mái các bác thấy không? Dao chặt mà dọc được dây bóng này là các bác biết rồi. Nó rất là bén các bác nhá, rất bén luôn. Đây con này, rất bén luôn các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác rất là tốt luôn. Con này thì khoảng 4 đến 5 lạng nhá. Đấy, thì bộ này sẽ là giá của nó sẽ là 930.000. Các bác chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác với giá 900 nhá. Lên cho em là bộ dao Nhật 7 món này. Bộ dao Nhật 7 món. Các bác lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Đấy, bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật 7 món giá sẽ là 930.000. Nếu bác nào chuyển khoản hết thì cũng tính cho các bác với giá là 900. Thì bộ Nhật và bộ Đức đều là 900 hết, thì các bác muốn lấy bộ nào thì lấy nhá, muốn lấy bộ nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao Đức 6 món nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao Đức 6 món này. Giá của nó sẽ là 150.000 thôi. Hàng này thì nó chỉ chuyên để thái thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái. Con này thì nó có 6 món và chuyên để thái thôi, cũng có giá đỡ thứ đàng hoàng. Nhưng mà cái giá đỡ của nó thì nó sẽ là bằng nhựa thôi các bác nhá. Đấy, giá đỡ bằng nhựa như này. Bằng nhựa mica. Đấy. Cũng khá là chắc chắn luôn các bác, có thể để co trong phòng bếp nhà mình, để trong phòng bếp nhà mình nó cũng khá là hợp lý và đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 mà cũng có tới cho các bác là 6 món luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá dắt dao này các bác nhá, một cái giá dắt dao này này. Đấy. Tiếp theo là bộ dao của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi bộ dao của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 3 con dao. 3 dao một kéo và một liếc nhá, 3 dao một kéo một liếc cũng đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là kéo này. Đấy, kéo nhá. Con kéo này thì cũng rất là đa di năng luôn. Đấy, kéo rất đa di năng luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này và kẹp cua ghẹ này, đều ok hết nhá, có phần khuyết này. Đó. Và có giá đỡ như này, các bác cho vào đây cho em này, rất tiện ích này. Đấy, rất tiện ích, có giá đỡ như này. Tiếp theo thì đến một con liếc nhá. Đây con liếc của nó này. Đó, một con liếc rất là ngon luôn. Các bác cũng dắt vào đây cho em. Đó. Tiếp theo là đến một con dao, đầu tiên nó sẽ là một con dao Thái này. Con dao Thái này dài khoảng 30 cm. Đó. Con này thì các bác có thể dùng thái lọc phi lê đều được hết. Và ưu điểm của nó cũng bén lắm các bạn. Đấy, rất là bén. Và nó chỉ có mỏng thôi, nó không dày như những con khác. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng chuyên thái nhá. Đấy, chuyên thái thì nó sẽ mỏng hơn một chút các bác này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái con thái bản to này. Đấy, thái bản to thì nó sẽ có cho các bác là hai con thái bản to. Đấy, hai con thái bản to các bác này. Đấy, đây. Các bác nhá. Đó. Con này thì thực sự ra là nó rất là mỏng thôi chứ nó không dày thôi. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó lại rất là sắc con này. Đấy, rất sắc luôn. Đó. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này, hàng của Nhật nhá. Đấy, bộ dao 6 món này. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Con này thì nó sẽ
dày hơn một chút thì con này cũng không chặt được đâu, các bác chỉ dùng để băm nhẹ được thôi. Đấy, và cũng rất là bén coi nhá. Đấy, dọc giấy bình thường con này, đó, cũng rất là bén luôn. Đây, Asaka Japan này. Đó. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo, 1 liếc và 1 giá đỡ như này. Đấy, bộ sẽ bao gồm là 3 con như này. Asaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 và 150.000. Lên xem là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy. Bộ dao này, đó. Bộ dao 6 món này, đó. Bộ dao 6 món chuyên Thái. Bộ này chỉ chuyên để thái thôi, không chặt được các bác nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái. Giá của nó sẽ là 150 cành nhá, 150k. Đó. 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên Thái như này các bác này. Bộ này của nó sẽ là 6 món chuyên Thái các bác nhá. Đó, thì ba cái bộ dao cơ bản em gửi đến các bác xem ưng ý bộ nào thì mua. Hàng rẻ tiền có, hàng đắt tiền có các bác nhá. Tiền nào của đấy thôi, nó cũng phù hợp với cái nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy rồi, gửi lời chào đến quý các bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop Phạm Huấn. Thì các bác cứ xem đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Còn các bác mua dưới 200.000 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nhé. Đấy, nó sẽ là cái quy định rồi. Đấy, thì đơn dưới 1 triệu thì không phải cọc. Còn các bác mua đơn trên 1 triệu thì vui lòng là cọc trước cho em. Đấy, còn nếu mà các bác không cọc thì em sẽ gửi cho các bác là dưới 1 triệu thôi. Để tránh cái việc là hàng gửi nhiều các bác không nhận thì nó mất công. Đấy, chứ còn bên em thì cũng không có khó khăn gì cả các bác nhé. Không có khó khăn gì cả. Thì bán hàng thì cũng là muốn phục vụ khách hàng tốt nhất thôi. Đấy, thì nhiều khách cũng nhìn lý do nọ lý do kia là bom hàng, cho nên là bên em sẽ bán theo cái quy trình là như vậy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra không bị ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể điện thoại trực tiếp để được tư vấn cũng như là báo giá nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái máy rót rượu của nhá, máy rót rượu. Thì con này dung tích của nó thì nó sẽ được vào khoảng là đi đây. Nó sẽ là một con máy rót rượu như này các bác này, máy rót rượu tự động này. Đấy, đây. Qua quan sát máy rót rượu tự động nhá, máy rót rượu tự động. Đây, đấy, và con này thì cái dung tích của nó sẽ là khoảng là đi 700 ml các bác nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ như này các bác này. Đó. Thì đây các bác về thì các bác bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó các bác đặt cốc vào là nước nó sẽ chảy này. Đấy, và các bác tắt đi này. Rất là tiện ích luôn nhá. Và các bác có thể điều chỉnh để tăng giảm lượng nước cho em. Đó, đây, các bác đặt vào đây này. Đấy, nó chảy này. Và các bác muốn tăng nước lên một chút thì các bác lại vặn thì nước nó lại tăng lên. Đó, các bác theo. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Và con này thì cái tính ứng dụng thực tế của nó rất là cao nhá. Tính ứng dụng thực tế của nó rất là cao. Các bác chỉ cần đặt cốc vào là nó chảy nước thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ đây này em cho chảy ít thì em cho về nó chảy ít thì các bác này, đặt vào này. Đó, đây, các bác đặt cốc vào cho em. Đó, đấy thấy chưa? Đó. Là rót rượu là xong, rất là tiện ích này các bác này. Hai cốc bằng nhau chặn chặn luôn. Các bác tăng lên một chút thì lại rượu nó lại tăng lên này. Đấy bác thấy không? Đấy, tăng lên thì rượu nó lại tăng lên. Đó, rất là ngon lành nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 270.000. Đấy, công tắc tắt bật ở đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 bộ phận nhá, 3 bộ phận để các bác có thể sử dụng, nó cũng rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là đây, nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy. Nguyên đai nguyên kiện như này cho em. Đó, nguyên đai nguyên kiện này cho em. Sẽ bao gồm cho các bác là một đấy, cái lô này về thì nó sẽ có thêm cho các bác là cả một cái ca tặng kèm nữa, một cái ca múc tặng kèm. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, đấy. Một thân máy, một đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một ô để các bác đựng rượu này và một ô để các bác đựng nước nhá. Hàng thì bằng inox cao cấp luôn. Đấy. Một cái ô nhựa như này, ô nhựa này các bác bỏ đá vào đây cho em này. Đấy, ô nhựa thì mình bỏ đá vào đây cho em nhá. Đó, các bác bỏ đá vào đây giúp cho em. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là một cái ô bằng inox như này. Cái ô bằng inox này thì để các bác đựng rượu vào đây nhá, đựng rượu vào đây cho em. Đó, đựng rượu vào đây này. Đấy, inox này, đường kính là 18 cm này. Tiếp theo là một cái thân máy này. Một thân máy thì về nhà các bác bật cho em cái công tắc này lên này, bật công tắc này lên. Đó, và các bác cắm cái đầu vòi này vào đây, cắm cái đầu vòi này vào đây nhá. Đấy, cắm cái đầu vòi này vào đây là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện các bác nhá. Nó rất tiện ích. Còn khi cắm sạc thì các bác cắm cái đầu trên này cho em. Đấy. Và các bác có thể nhấm nút đỏ này để chạy này, hoặc là đặt cốc vào đây là nó sẽ tự chảy thôi. Rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 270.000 cho một con máy rót rượu tự động như này thôi. Đó, lên xem là máy rót rượu tự động nhá. Giá của nó sẽ là 270 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác có thể nhận hàng kiểm tra thử. Đấy, khi các bác test thì các bác cho nước lọc vào cho em. Đấy. Để khi mà em đổi chả nó sẽ dễ. Đấy, nếu các bác cho rượu vào thì nó có mùi rượu thì như kiểu là đã sử dụng rồi thì nó sẽ khó đổi. Bên em sẽ lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày, các bác yên tâm. Lên mã giúp cho em
đó là máy rót rượu nhá. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Máy rót rượu tự động. Máy rót rượu tự động này. Đấy. Tự động giá của nó sẽ là 270k nhá. 270 cành cho con máy rót rượu tự động như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng. À xin các bác là nồi nồi lẩu mini nhá. Đấy, lên cho em là nồi lẩu mini. Đấy, thì con này nó sẽ là một cái nồi lẩu như này. Đấy, có kèm cho các bác là một cái khay hấp luôn. Kèm một khay hấp luôn. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cho một cái nồi như này. Đấy, 150k nhá. Con này thì nó sẽ có công tắc, các bác có thể bật công tắc ở đây. Bật công tắc ở đây có hai số này. Đấy, số 1, số 2 ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng để mình hấp bánh bao, là hấp xôi, hấp riếc đều được hết nhá. Không có thì mình dùng ăn lẩu trực tiếp thì mùa đông lạnh này. Nhà có 2 3 người mà ví dụ các bác ăn cá hoặc là ăn rau sống thì các bác cho trực tiếp vào đây cho em, cho nước sốt vào đây, nước dùng vào đây, cắm điện vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000 cho một cái nồi, một cái nồi ấy này thôi, một cái nồi nồi lẩu mini này thôi. Đấy, lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150k nhé, 150.000. Dung tích của nó thì đây, đấy em sẽ có cái thông số đây các bác. Đấy. Lên cho em là nồi lẩu mini nhé, nồi lẩu mini. Giá của nó sẽ là 150k. Đó. Nồi lẩu mini này. Đấy. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150k. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Điện 220V 50Hz và công suất của nó sẽ là 600W nhá, 600W. Đó. 600W luôn, cũng rất là mạnh. Đấy. Và giá thì chỉ có 150.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái máy thái rau nhá. Máy thái rau thì đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích các bạn, để mình dùng để mình thái rau này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con máy như này. Một con máy như này. Các bác có thể dùng để mình thái rau cỏ cũng rất là ok thôi. Đấy, một con máy thái rau như này các bác này. Đấy, đây thì nó sẽ là một con máy như này. Đấy, có kèm thêm cho các bác là cái bộ lưỡi. Đấy, bộ lưỡi đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lấy cái lưỡi này ra này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là 6 lưỡi. 6 lưỡi luôn các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là hai lưỡi tròn này. Đấy. Tiếp theo là hai lưỡi thái lát này và hai lưỡi thái sợi này. Đấy, thì các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, về nhà các bác đẩy cái lõi này ra cho em, sau đó thì mình lắp cho em cái lưỡi này vào đây, lắp cái lưỡi này vào đây. Đó, lắp cái lưỡi này vào này. Sau đó thì mình cho vào cái ống này, cho vào cái ống này và mình lắp cái tay quay này vào. Đấy, lắp cái tay quay này vào thì khi mình quay này, khi mình quay thì cái hoa quả rau sẽ thái ở đây. Đấy, và em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn cái này, để mình ấn cái hoa quả xuống nhá. Đó, có cái video thực tế thì các bác xem thì các bác sẽ hiểu rõ hơn. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi, giá siêu rẻ luôn. Và nó sử dụng bằng tay nhá, chứ không phải bằng máy đâu. Đấy, gọi nó là máy thôi nhưng mà nó là sử dụng bằng tay. Thì lên cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Đó, máy thái rau này. Máy thái rau bằng tay giá sẽ là 80k nhá, không thể tin nổi luôn. Chỉ có 80.000 cho một con máy như này và cái tính ứng dụng và tính sử dụng thực tế rất là cao luôn. Đoạn bào sợi, thái lát rau củ, xin giới thiệu máy thái rau của Đà Nẵng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han hỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đà Nẵng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han hỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Ở đây họ đang bán là 120.000 thì các bác này, 120.000 luôn. Đó, mà bên shop bán cho bác chỉ có 80k thôi các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, miếng dán thải độc chân. Thì một hộp của này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng nhá, 50 miếng. Thì nó sẽ là 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà thì các bác bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, sau đó thì mình bóc cái gói thuốc này ra, mình dán lên các cái phần gan bàn chân của mình ấy, thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt. Và giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy, lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đó, dán thải độc chân này. Thải độc chân giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp như này, 40k cho hộp miếng dán thải độc chân như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mà hay bị tê bì chân tay, bóc ra sau đó dán vào cho em như này thì xem hết video này nha.
Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều nên chân của mình máu khó lưu thông, dẫn đến tình trạng tê bì và nhức mỏi, thường xuyên mất ngủ, da rẻ sạm khô. Từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, mình đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu từ than tre và ngải cứu an toàn. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ cần bóc miếng keo ra và dán vào miếng thải độc, rồi dán vào chân thôi ạ. Cứ thế và để qua đêm. Đây là chân của mình đang bị tê bì và chân của em gái mình không bị tê bì nha. Sau một đêm thì các bạn thấy chân của mình độc tố thải ra sẽ có màu đen hơn chân người không bị tê bì. Ngoài ra, miếng dán còn giúp cải thiện các tình trạng lạnh lòng bàn chân, hôi chân, cải thiện chứng đau kinh hoặc đau các cơ khớp. Khi độc tố được thải ra thì các bạn sẽ thấy cơ thể sảng khoái, khỏe khoắn hơn. Tê bì chân tay không còn là nỗi lo. Các bác quan tâm tới sản phẩm thì bấm vào góc trái màn hình em tư vấn nhé. Đấy, rất là ngon lành luôn, chỉ có 40.000 thôi mà giảm đau, giảm nhức thì các bác nên mua. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Đấy, bảng tô thì bên em còn gọi là bảng tô hay là bảng tự xóa. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái bút như này. Một cái bút này các bác này. Đấy. Kèm thêm cho các bác là một cái bút như này. Đấy, và về nhà thì nó sẽ có cái lẫy khóa đằng sau này, các bác bật cái khóa này lên cho em này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đó, đây, xóa này. Đấy. Viết tô vẽ thoải mái nhá, sau đó thì mình xóa này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Và giá thì sẽ là 50k cho một cái bảng tô như này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá, bảng tô giá sẽ là 50k một chiếc. Các bác có thể mua để làm quà cho các em nhỏ nhà mình cũng rất là ok. Cái giá nó rất là hợp lý thôi, chỉ có 50.000 trong con bảng tô như này thôi, để cho các em nó sử dụng. Và cũng là một cái dòng thiết bị thông minh nhưng mà nó lại là vui chơi an toàn, tránh xa được điện thoại máy tính bảng. Lên cho em là bảng tô nhá, bảng tô giá của nó sẽ là 50k, 50k trong con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em là chổi lau bàn bếp nhé. Đấy, chổi lau bàn bếp thì đây nó sẽ là một con chổi như này các bác này, một con chổi như này, kèm thêm cho các bác là một cái miếng mút. Đấy, một cái miếng mút sẵn kèm rồi. Đấy, về nhà thì lắp đặt rất là đơn giản thôi, các bác bóc cái giấy bóng ra cho em này. Đó, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này lên. Đó, và đây nó sẽ có cái lẫy gạt thì các bác đẩy vào cho em này. Đấy, có cái lẫy như này, có bốn cái lẫy thì các bác cứ đẩy vào cho em, đặt vào đúng lẫy, sau đó thì mình đẩy vào. Đấy, cái này bên này thế này, đặt vào đúng lẫy sau đó thì mình đẩy vào cho em là xong. Đó, đẩy vào đó thì nó sẽ dùng để các bác, để mình đấy, các bác đặt vào đây sau đẩy vào cho em này. Đó, thì khi mà các bác sử dụng thì mình lại kéo vào này cho em này. Đấy, kéo vào như này. Đó, kéo vào như này thì mình đẩy ra, mình lau chùi mình đẩy ra. Và con này nó có thể xoay được các bác nhá, có thể xoay được để các bác sử dụng, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, một cái con chổi lau bàn bếp như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40.000 thôi nhá. Đấy, lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, chổi lau bàn bếp này, lau bàn bếp giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho cái chổi lau bàn bếp như này. Đây, em sẽ có video thực tế luôn đây các bạn này. Bạn có thể lau kính này, lau tủ này, không trực tiếp tiếp xúc vào vết bẩn hóa chất nên không lo gây hại cho da tay. Tất cả nhờ vào đầu lau này được làm bằng bọt biển siêu thấm hút, với thiết kế các rãnh nhỏ như thế này giúp giữ lại dị vật nhỏ. Khi mà sử dụng xong thì mọi người rút nước đi đấy, chỉ bằng một cái ngón tay, giúp tối ưu công suất khi làm việc nhà. Một cây lau bếp mini vừa thông minh vừa tiện lợi mà giá lại còn rẻ, chỉ có mấy chục nghìn đồng thôi. Em để link ở bên dưới, chị em nào đây các bác nhá. Đấy, đây họ bán là 79.000 các bác, 79.000. Bên em bán chỉ có 40.000 các bác nhá. Đó, rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món.
Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship, tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này.
Đó, đây là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này, 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem kỹ đi, đơn từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này, đơn hàng từ 200.000 bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Ở đây thì nó có cái lẫy để các bác nhả ra để các bác kéo xuống cho cái đồng hồ nó chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá. Và khi các bác bật thì các bác cái nút này vừa là nút nguồn, vừa là nút âm lượng luôn. Đó, và các bác bắt đầu là để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình kéo anten lên này. Đấy, đây nó sẽ có cái anten này. Các bác kéo cái anten này lên, sau đó thì mình bắt đầu mình dò để mình bắt sóng nhá. Đó. Đây. Cảm nên sau khi ăn, nhất là ăn thức ăn lạ, nhu động ruột tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường và giảm chậm. Điều này khiến thời gian di chuyển của các chất thải trong lòng ruột ngắn lại, khó thành khuôn, lỏng và sống. Sáng sớm là thời điểm đại tràng nhạy cảm nhất, nên dễ hiểu vì sao đa phần người bị hội chứng ruột kích thích dễ bị đi ngoài sau khi ăn sáng. Tuy nhiên, cũng có những người bị ngay sau các bữa ăn, bất kể là ở thời điểm nào trong ngày. Bác sĩ Nguyễn Khánh Trạch cũng khuyên người bị hội chứng ruột kích thích. Đấy các bác nghe tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Đấy, tiếng đúng như tiếng đài FM luôn các bác. Rất là xịn sò luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao sim tận nhà luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái, bật lên dò đài dò điếc đủ cho em. Đấy. Đây, bên ngoài thì ốp gỗ rất là đẹp này. Đấy, bên trong thì mặt là rất là đẹp luôn này. Ở đây thì nó sẽ sử dụng quả pin 18650 có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Đấy, dùng hết thì các bác lại sạc pin vào cho em. Ở đây nó sẽ có sẵn pin rồi cho nên về nhà các bác đừng có lắp thêm những cái loại pin khác vào, nó không hiệu quả thì nó mất công nhá. Và có cái lẫy này để các bác dò đài FM nhá, chỉnh đồng hồ nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đài FM, giá sẽ là 260.000. Các bác chỉ cần bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là mình dò sóng là xong. Rất tiện ích các bác nhá. Con này thì vừa là dò sóng vừa là, ngoài ra thì các bác có tính năng là MP3 nhá. Các bác có thể dò Bluetooth để nghe nhạc rất là hay luôn, âm thanh trong trẻo, ấm tiếng rất là hay nhá. Đấy, các bác có thể dò MP3 được thì cái này về nhà các bác tự mày mò thôi. Còn em bán thì chủ yếu em giới thiệu cái chức năng đài FM thôi nhá. Đấy thì lên mã giúp cho em là đài FM này. Đó. Đài FM giá sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Đây nó sẽ là một cái con khoan rất là tiện dụng để các bác vừa khoan vừa bắt vít vừa sử dụng đa di năng được luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này các bác này. Đấy, thân máy như này. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng luôn. Đầu tiên là nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít này. Đấy, to nhỏ lớn bé rồi lục giác ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Tiếp theo là có cho các bác là các cái đầu vít như này nhá. Các đầu vít này. Đấy, các đầu vít này các bác sử dụng này, lại lắp cái đầu vít này vào đây để mình sử dụng này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, chạy cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Ngoài ra con này thì nó sẽ có chức năng là xoay đấy, đang hình khẩu súng như này, đang hình khẩu súng này các bác có thể nhấp vào cái nút này, nhấp nút đỏ này và xoay thẳng cho em. Đấy. Xoay thẳng cho em như này thì nó lại thẳng như này các bác này, rất là tiện luôn. Đó, rất là khỏe nhá. Ở đây thì kèm cho các bác là một cái tay nối ngoắt nghéo này. Đấy, và có khẩu từ 5 đến 12 này, từ 5 12 và các cái đầu mũi khoan nữa. Có cả các cái đầu mũi khoan này nữa, rất là tiện này. Đấy. Các bác có thể lắp vào để mình khoan gỗ, khoan kiếc linh tinh cũng rất là ngon này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây là cái đầu này là cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí ốc khó này. Đấy, các cái ốc khó các bác đưa vào đây để xoáy này. Rất đẹp và rất tiện ích luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Và nó có thể là cho hình thẳng này để các bác sử dụng này là mình làm vít này, có đèn luôn. Đấy, hoặc các bác có thể xoay như này theo cái hình khẩu súng này, có đảo chiều luôn nhá. Có đảo chiều luôn. Nói chung là con này thì khá là tiện ích và rất là nhiều các cái đầu vít như này để các bác sử dụng này. Đấy, có tới là 30 cái đầu vít phụ này. Đấy, đây, chọn bộ combo cho các bác như này. Giá chỉ có 180.000 thôi, kèm cho các bác một cáp sạc luôn. Đó, 180k. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Khoan mini giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini giá sẽ là 180k. 180k cho con khoan mini như này. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 130.000 thôi. Cũng kèm theo các bác một cáp sạc và hai đầu vít như này. Hai đầu vít này các bác này, một dẹt một tròn. Đấy, con này cũng rất là khỏe luôn. Con này thì nó chỉ có chức năng là vặn ra vặn vào thôi. Con kia thì nhiều chức năng hơn. Còn con này thì cũng rất là khỏe các bác. Đấy. Sử dụng pin nhá. Con này thì các bác chuyên làm về vít thì dùng con này rất là ok. Đó, giá sẽ là 130.000.
130.000 cho một em máy vít như này, rất là khỏe luôn. Có kèm cho các bác là hai đầu, một đầu ba khe và một đầu dẹt như này. Đấy. Về nhà các bác sử dụng. Giá thì chỉ có 130 cành cho một con máy vít như này thôi. Con này thì lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k nhá. Về nhà các bác có thể sửa chữa lại vặt cũng rất là ok và giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái nấm móng chân tay các bác nhá. Lên cho em là nấm móng chân tay, giá của nó sẽ là đấy, cái chữ ấy. Nấm móng chân tay giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 90k nhá. Đấy. Lên cho em là nấm móng chân tay này, đấy. Nấm móng chân tay nhá. Đấy. Chân tay giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một típ như này. Đấy. Một típ như này thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái dòng chuyên trị nấm móng chân tay siêu tốt luôn. Đó. Thì đây, đấy thì các bác bị đau móng chân, kẽ móng chân, móng tay, bị nấm này, bị chảy xước hoặc là bị gọi là bị xước sát đấy, hoặc các bác bị gọi là lâu năm không khỏi thì dùng cái này cho em. Đấy. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lọ thuốc như này, kèm thêm cho bác là các cái miếng dán và tăm bông để các bác điều trị cho em. Con này thì các bác cứ dùng cho em một liệu trình khoảng từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi dứt điểm luôn các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm móng tay móng chân, con này dùng rất là đã luôn, em bán rất là nhiều rồi, rất là nhiều khách dùng nhá. Đó, chuyên bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm là 12 miếng. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng miếng như này. Đấy, một cái dòng miếng như này và các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Các bác có thể bóc ra này, bóc ra sau đó thì mình dán vào các cái phần nào các bác bị đau mỏi nhức thì các bác dán vào cho em. Đó. Rất là nóng luôn nhá. Dán vào thì nó rất là nóng luôn. Và dùng thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 25.000 cho một bịch như này thôi. 25.000 một hộp bao gồm là 12 miếng nhá. 25.000 một hộp 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điện thoại 2 sim này. Đấy. Cầm cho anh cả cái một sim đi nhá. Đấy, điện thoại 2 sim thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. 230.000 cho một cái điện thoại như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một con điện thoại 2 sim này. Đấy, hàng thương hiệu Nokia. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Có pin, có đốc sạc như này nhá. Có pin, có đế sạc như này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho một con 2 sim như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng 1 sim đây. Con này 1 sim thì giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 1 sim này. Đấy, cũng đầy đủ điện thoại rồi pin rồi cáp sạc cho các bác luôn nhá. Điện thoại, pin, cáp sạc đầy đủ. Hàng mới tinh cho các bác luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con này thôi. 150.000 các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 150k cho con này. Sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một pin và một củ sạc nhá. 150.000 cho con một sim. Đấy, tiếng nghe rõ, đàm thoại rất là hay luôn và rõ tiếng nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại một sim, giá sẽ là 150k. Đó, điện thoại một sim này. 150k. Đó. Hai sim này. Hai sim thì giá sẽ là 230k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái điện thoại 4 sim. Cầm nhanh cái 4 sim này. Đó. Hết rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Thì bên shop bán combo là một thùng này của nó là 20 gói. Thùng 20 gói là 140. Còn các bác mua lẻ là 10 gói thì sẽ là 80.000. Và mua lẻ nữa thì bên em bán từ 2 bịch trở lên nhá. 2 bịch thì giá của nó sẽ là 20.000, 10.000 một bịch như này và bán từ 2 bịch trở lên đây. Giấy của nó thì siêu dai luôn. Đấy, rất là dai các bác này. Đấy, các bác nghe không? Giật tanh tách luôn. Các bác dùng thì rất là tiện ích nhá. Về mình có thể sử dụng để mình làm giấy ăn này, rồi lau tay này, rồi vệ sinh đều được hết. Giá thì sẽ là một thùng như này nhá. Một thùng này của nó là 20 gói này. Thùng 20 gói. Giá sẽ là 140k nhá. 140k trên một bịch này. Một thùng này là 20 gói này. 20 gói nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 2 gói là 20.000. Em bán từ 2 gói trở lên bằng 20k. Đấy, còn mua 10 gói thì là sẽ là bằng 80.000 thôi. 80.000 cho 10 gói như này. Đấy. Đây, nó sẽ là 10 gói như này nhá. 80.000 cho 10 gói này. Còn mua 20 gói thì chỉ có 140, tính là vào có 7.000 một gói như này thôi. 7.000 một gói này thôi nhá. Đó, 7.000 một gói. Còn mua lẻ thì mua chấp nhận là 10.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì cái led nháy 5m đây các bác này. Đấy, Minh ơi, bật cho anh cái đèn này. Led nháy 5m nhá. Đó, led nháy 5m như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đi 80k cho cái led nháy 5m này thôi. Con này có thể dán vào tường nhá. 80k một chiếc. Đấy, đây. Đây em đã cắm thử cho các bác xem này. Đấy, nháy nhiếc nhiều màu rất là đẹp luôn. Về nhà các bác có thể dán vào tường và có
cho các bác là cục nguồn này, có sẵn cục nguồn luôn và điều khiển từ xa để các bác có thể điều chỉnh rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Còn đây là cái bộ led pháo hoa này, led pháo hoa này thì sẽ là 180.000 này. Đấy, còn xa hơn nữa là cái bộ led ngọc này, led ngọc đây. Led ngọc thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Led ngọc thì là 90.000, còn cái led 5m này là 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm nó là cái Eto các bác nhá. Lên mã giúp cho em là Eto. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. 180k nhá. Đấy, đây là con Eto của Nhật này. Hàng của thương hiệu Asahi này. Asahi tem nhôm mà thôi nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Có mã sản phẩm thứ đàng hoàng, hàng mới tinh. Thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng đây. Đấy, nó sẽ là dòng Eto kẹp như này, siêu tiện ích luôn. Con này thì giá sẽ là 180k. Đó. Độ mở của nó thì được khoảng 5cm và cái phần kẹp này là 6cm. Thì các bác có thể kẹp vào bàn này hoặc là sử dụng để mình làm thợ làm nghề rất là tiện ích. Đấy, chất liệu của nó bằng thép cực kỳ chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con Eto kẹp như này thôi. Đấy, lên cho em là Eto kẹp nhá. Giá sẽ là 180k. Đó, lên cho em là Eto này. Eto 180 cành cho con Eto như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá. Đây, thùng gạo đây. Đấy, một cái thùng đựng gạo như này đựng được 10 cân nhá. Và rất là tiện ích luôn, sạch sẽ, chống ruồi muỗi kiến gián đều được hết nhá. 180.000 đây. Về nhà các bác đổ gạo vào đây chưa? Đổ gạo vào đây nhá. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này. Cái âu như này thì cái này vừa dùng để đong gạo và vừa để vo gạo được luôn nhá. Vừa để vo gạo vào được luôn. Đây nó sẽ có dập cái lỗ này thì các bác rót nước là nó sẽ chảy ở cái lỗ này, rất là tiện này. Đấy, và đây thì khi các bác dùng thì mình sẽ nhấn nha. Nhấn như này là gạo nó sẽ chảy xuống cái âu nhá. Đấy, rất tiện ích, dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đựng được một yến gạo. Bây giờ thì các bác cũng không ăn gạo nhiều cho nên là cứ mua một yến một thôi. Mình sử dụng hết thì mình lại đong cho nó tiện ích nhá. Đó, một yến gạo đổ vào đây là vừa. Và các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ chảy này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. À xin các bác là đũa sứ nhá. Đấy. Thì một hộp này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa thì chất liệu của nó là bằng sứ. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi. Chất liệu sành sứ thì là một trong những cái chất liệu cực kỳ là an toàn với thực phẩm luôn. Đấy, rất đẹp các bác này. Bền đẹp, chắc chắn và rất là sạch sẽ nhá. Kích thước vừa phải sử dụng vừa hợp với tay của người Việt Nam chúng ta. Đó, và giá thì rất hợp lý thôi. Bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? Bao nhiêu? Giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này nhá. Một hộp này bao gồm là 5 đôi. Đấy, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 60.000. Đấy, trước em đang bán 80.000, đợt này về cho bác còn 60.000 cho một hộp đũa sứ như này thôi. Rất đẹp các bạn, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự, sang trọng. Đấy, và ưu điểm của con này là sạch, nhanh khô. Các bác ăn bát bằng sứ thì các bác biết rồi. Đó, và đũa bằng sứ nữa thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa các bác nhá. Đó. Dưới 200 cộng 30.000 tiền ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác nghe cho rõ để tránh cái việc là mặc cả có 20, 30, 80, 90 các bác cũng hỏi là có bao ship không. 40.000 các bác hỏi bao ship không, nó rất là mệt mỏi các bác nhá. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, lên cho em là cái hộp tam bằng đồng nhá, hộp tam đồng như này. Đó. Con này thì chính xác của nó là hợp kim mạ đồng. Giá thì sẽ là 95.000 cho một hộp tam đồng như này nhá. Hộp trăm tam đồng như này. Rất đẹp các bác luôn. Về nhà các bác bỏ tam vào đây cho em. Đấy, và chỉ việc ấn này là tam nó sẽ nổi lên này và các bác lại thả xuống này, rất là sạch sẽ, tiện ích và đẹp nhá. Vừa để co trang trí vừa là để mình sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là hộp tam đồng. Giá sẽ là 95k nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bao ship, dưới 200 cộng cho em 30.000 tiền ship nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là hộp tam đồng này. Hộp tam đồng nhá. Hộp tam đồng, giá của nó sẽ là 95k cho một chiếc nhá. 95.000 cho một chiếc như này. Đấy, rất nhỏ, nhỏ nhặn, xinh xắn, vừa xinh, rất hợp lý cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con hạc đồng nhá. Các bác lên cho em là hạc đồng. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con hạc như này này, một con hạc bằng đồng như này. Kích thước của nó thì chiều cao khoảng 10cm và cái phần đế này rộng khoảng 5cm nhá. Đấy, nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thôi. Nhưng mà rất là đẹp và chất liệu của nó là bằng đồng nhá, bằng đồng tự nhiên, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, thì các bác có thể về mình để trên bàn thờ. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái lư để các bác treo lên này. Đấy, nó sẽ có một cái lư như này. Đó, lư như này. Các bác có một cái lư đài sen như này, các bác treo vào cái miệng con hạc nó cho em đây. Treo vào đây cho em này. Đấy, combo của nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, combo của nó sẽ như này các bác này.
Đấy, combo nó sẽ như này cho các bác này, rất đẹp các bác thấy không? Đó. Thì các bác có thể để trên ban thờ này hoặc là trang trí decor cũng rất là đẹp. Và bên em có bán kèm thêm cả cái hộp nhang như này nhá. Cái hộp nhang này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là nhang hạt nhá, nhang hạt. Đấy, giá của nó sẽ là 60.000 một hộp và con hạt này thì cũng là 60.000. Đó thì về nhà các bác chỉ cần là đốt cho em một một ấy như này thôi. Đấy, đốt cho em một buổi tối hoặc là có cúng lễ. Đấy, hoặc là các bác thư thái thì các bác đốt cho em một một vòng như này, một vòng như này. Đấy, rất là ok. Đấy thì giá rất hợp lý cho bác luôn, sẽ là 60.000 cho một cái hộp nhang như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Thì các bác có thể về để mình sử dụng rất là tiện ích nhá. Đó, 60.000 một hộp nhang như này thôi, rất tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là các bác lên mã giúp cho em đó là nhang hạt nhá. Nhang hạt 60k này. Đó, lên cho em là nhang hạt này. Đó, nhang hạt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái nhang hạt như này. Đấy, rất là thơm luôn. Và con này thì các bác lên cho em là hạt đồng nhá. Hạt đồng giá của nó sẽ là 60.000. Đó. Thì các bác lên cho em là hạt đồng nhá. Hạt đồng này. Đó. Hạt đồng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con hạt đồng như này. Thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy các bác cho nhang vào đốt này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái thanh một cái vòng nhang như này, các bác cho vào đây chưa? Đó. Rất là thư thái luôn các bác nhá. Đó, treo lên. Đấy, vừa đẹp vừa thư thái vừa trang nhã các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, thì mình có thể decor trang trí này hoặc là sử dụng để mình thư thái mình uống trà rồi thắp nhang trầm cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy thì cái nhang trầm này giúp cho các bác là tĩnh tâm, thư giãn rồi thoải mái cơ thể các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 60k cho một hộp nhang và 60k cho một con hạc như này thôi. Đấy, combo của nó sẽ là 60.000, 60.000 cho một con hạc như này nhá. Đấy, một con hạc như này và 60.000 cho một hộp nhang hạc như này, cho nhang hạc 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là con dao gọt gỗ nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao gọt gỗ, con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Hàng của thương hiệu Asaka của Nhật đây, Asaka Japan, made in Japan các bác này. Hàng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, siêu bén luôn các bác theo. Rất là bén luôn nhá. Đấy, một cái tờ giấy mùn 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 mỏng mèo như này mà kem dọc như này là các bác biết rồi. Đó. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ con này giá của nó sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp em là gọt gỗ. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy. Lên cho em là gọt gỗ, giá của nó sẽ là gọt gỗ này. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái gỗ nhá, thái gỗ. Hàng của thương hiệu Asaki này. Đấy. Hàng thương hiệu Seki Japan này, đó, Seki Japan made in Japan như này. Đó. Dòng này của nó thì rất là đẹp luôn. Cán thì ốp gỗ vàng rất là đẹp này, đó. Và dao thì cầm rất là đầm chắc và sắc này các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất là bén luôn. Chất dao của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Thép của Nhật mà, hàng của thương hiệu Seki của Nhật là các bác biết rồi, rất là bén luôn. Đấy. Seki Japan các bác này, nó rất bén các bác, bén lắm luôn. Các bác dùng thì cẩn thận kéo đứt tay nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80.000 cho một con dao thái gỗ như này. Đấy, lên cho em là dao thái gỗ nhá. Đấy, dao thái gỗ giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, lên cho em là thái gỗ này. Đấy. Thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái gỗ nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao chặt gỗ này. Đấy, chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, con này thì rất là sắc luôn. Bản của nó khá là dày này, nặng đầm chắc các bác nhá. Đó, hàng của thương hiệu Seki Japan các bác này. Đấy, Seki Japan, made in Japan nhá. Chữ này là chữ made in Japan nhá. Đó. Để em thử test dọc giấy cho bác xem. Đấy. Cũng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn các bác thấy không? Đây. Thì con này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000. Con này thì các bác dùng thoải mái chặt xương sâu chân bò, chặt gà, chặt cá các bác này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180.000. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k. Đó. Và bác nào mua combo 3 con như này nhá. Combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho 3 con dao như này các bác này, và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, là con to này là 180, con bé này 80.000 là 260 rồi. Thì ngẫu nhiên là các bác được tặng thêm một con này, tặng thêm một con bé này và miễn ship hoàn toàn. Đấy, các bác mua combo thì rất là lợi thế luôn. Chỉ có 260.000 cho 3 con dao như này. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, Japan hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, combo cho các bác 3 con dao như này mà giá chỉ có 260.000 thôi.
giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá, bộ ba dao cán gỗ giá của nó sẽ là 260.000 đó. Thì có 260.000 mà các bác đấy, nhận về được tới là ba con dao và rất dày dẫn chắc chắn. Lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá, bộ ba dao cán gỗ, bộ ba dao này, bộ ba dao cán gỗ giá của nó sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, 260.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì có phụ kiện các thứ gioăng giếc các thứ đầy đủ luôn. Về nhà các bác để mình lắp đặt vào các cái vị trí như là chậu rửa mặt này, chậu rửa bát này thì nó đều là có gen xoáy hết nhá. Con này thì nó sẽ có hai dòng gen, một là gen trong, hai là gen ngoài, đều được hết. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, bằng inox cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai gen, một gen trong, một gen ngoài như này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, về nhà các bác xoáy vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòi bạc xoay 360 độ như này, giá sẽ là 80k. Đó, lên cho em là vòi bạc này. Vòi bạc xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con vòi bạc xoay 360 độ này. Đây em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Thì ở đây nó sẽ là một con vòi như này, các bác có thể lắp đặt vào và có thể điều chỉnh vòi hoa sen và vòi một vòi được hết luôn. Đó. Chỉ cần xoáy vào cho em như này là xong. Đó. Các bác có thể dùng để chức năng để mình rửa mặt, đánh răng đều ok hết nhá. Đấy, xả nước đi, lắp vào vòi chậu rửa này. Đấy. Thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, có thể xoay được để các bác rửa ráy, nó rất là tiện, lắp vào cũng rất là gọn luôn. Đấy, xoay 360 độ và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Lên cho em là vít xanh. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc vít như này. Kèm cho các bác là một tay cầm và một cái một tay nối dài, một tay công và một tay nối dài. Bộ thì bao gồm cho các bác là 30 cây vít luôn, 30 cây vít to nhỏ lớn bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào đầu này cho em này. Đấy, sau đó thì lắp cái này vào. Con này thì nó sẽ có cái nấc như này để các bác điều chỉnh dài ngắn được hết nhá. Đấy, điều chỉnh muốn cho dài thì cho mà cho ngắn thì cho, nó cũng rất là ok thôi. Rất hợp lý cho các bác nhá. Đấy, rất hợp lý như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó thì chỉ có 40k cho một cái hộp vít xanh này thôi. 40.000 cho một cái hộp vít xanh như này, quá là nên mua luôn. Cái giá nó rất là hợp lý và cái tính năng ứng dụng của nó rất là cao luôn. Đấy, 30 cây vít như này nhá, 30 đầu mũi vít như này. Đấy, 30 đầu mũi vít này to nhỏ lớn bé, ba khe lục giác, mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Vít xanh giá sẽ là 40k. Đó, vít xanh này, 40k trên một em này. 40.000 trên một em vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái găng tay lao động. Thì nó sẽ là màu đen, màu ghi và màu xanh như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ là bền, đẹp, chắc chắn và khi sử dụng thì nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm tay luôn đấy các bác này. Đấy, em đeo vào cho các bác xem này. Nó rất là ôm nhá. Và ưu điểm của con này ấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó lại có cho các bác một cái lớp hạt cao su như này để mình dùng làm đồ, làm nghề này. Đấy, làm bếp, làm giáp này, hoặc là nhặt rau, rồi làm thợ, làm vườn đều ok hết nhá. Đấy, hoặc dọn dẹp nhà cửa cũng ok luôn. Và cái giá nó rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn, một con găng tay như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là bán theo combo nhá, bán theo combo. Đây, đấy em cầm, em có thể cầm bút viết thoải mái này, cầm bút viết thoải mái luôn. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá, găng tay lao động này. Đấy, các bác dùng để lao động dọn dẹp này. Giá của nó sẽ là găng tay lao động này, 5 đôi của nó thì sẽ là bằng 40k nhá, 5 đôi là bằng 40k. Còn 12 đôi thì sẽ là 70k. Đấy, tức là một vỉ này của nó này, một bịch này của nó là 12 đôi luôn. Bịch này 12 đôi là 24 chiếc và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho 12 đôi như này con này. Đấy, 70k cho 12 đôi như này. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là đắt hơn một chút. Mua lẻ thì giá của nó sẽ là 5 đôi là 40.000, 5 đôi là 40.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su. Thì đây nó sẽ là một cái dòng vòi sen để các bác dùng để vừa tắm vừa kỳ cọt massage rất là tốt luôn. Đó, lên cho em là sen cao su nhá. Con này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình tắm rửa kỳ cọt massage rất là tốt luôn. Và giá thì cũng rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này. Ở đây thì sẽ có đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen này, một đầu vòi sen như này. Đó,
Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này, made in Japan nhá. Một đầu vòi sen như này các bác dùng để kỳ cọ này, và có đầu để điều chỉnh các cái nấc nước này, rồi tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này luôn, và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Đây, xoáy ra này. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và có cả lõi lọc than hoạt tính luôn, lõi lọc than hoạt tính nhá. Và con này thì các bác dùng nóng lạnh thoải mái. Có dây cho bác này, có dây cho các bác luôn nhá. Có dây cho bác và không có không kèm giá đỡ nhá, không có giá đỡ đâu. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 95k. Đây, lên cho em là sen cao su này. Sen cao su 95k cho một bộ sen cao su như này. Dây dài nhá, dây dài 1.5 đến 1.5 cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác này, nó sẽ là một cái đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Có thể điều chỉnh đóng ngắt trên tay nhá. Đấy, và điều chỉnh rất là nhiều chế độ. Và các bác có thể dùng để massage này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Massage các cái tay này, rồi các bác dùng để mình kỳ, mình lau chùi luôn các bác nhá. Gọi là vệ sinh luôn. Vừa là để mình kỳ ghét này. Đấy, vừa là massage cho cơ thể này. Đấy, và có chế độ tăng 3 chế độ điều chỉnh nước các kiểu luôn. Đấy, rất là ngon lành, rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Lên cho em là sen cao su, giá thì chỉ có 95.000 thôi. Hello chào bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là, chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji. Made in Japan nhé. Đấy, Muji made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhé. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa. Hàng thương hiệu Muji made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn. Chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhé. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó. Bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món thôi nhá. Các bác lên cho em là chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá.
Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này, đấy màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này, đấy. Thứ hai là màu chà neo này, đấy. Thứ hai là màu chà neo như này nhá. Thứ hai là màu chà neo. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này, đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này. Chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá. Có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá. Một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu chà neo nhá, màu chà neo. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô dây điện Nhật các bác nhá, và rất nhiều mã hàng khác nữa. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái hàng dây điện của Nhật nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là dây vàng và một mẫu là dây xanh. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Cái mẫu dây vàng này thì chiều dài của nó là từ 20 đến 30 mét nhá, từ 20 đến 30 mét và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét, có lô thì 25 mét và có lô thì 30 mét. Nhưng mà thấp nhất thì cũng phải được từ 20 đến 25 mét các nhá. Đấy, và đây. Ổ cắm của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Và đây thì
Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc nhá, ổ đúc chống va đập này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 thôi. Và có đèn báo các bác này, có đèn báo, dây này của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng, giá thì sẽ là 190k. Đó. Lên cho em là dây vàng nhá. Dây vàng này, giá của nó sẽ là 190k. Và chiều dài thì từ 25 đến 30 m nhá, giá sẽ là 190.000. Lõi của nó thì sẽ là khoảng 1.5. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây xanh nhá. Dây xanh thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là combo là 5 m này, 10 m và 30 m nhá. 5 m, 10 m và 30 m. Dây này của nó thì nó cũng là dòng dây ổ đúc có đèn báo này, dây ổ đúc có đèn báo. Và dây thì nó sẽ là dây của Nhật đây. Đấy. Thứ nhất là Japan này, nó Japan này, CU này là bằng đồng này, công suất là từ 300 đến 500 V này, FA 2.5, tức là dây 2.5 nhá. Đây. Đấy, dây 2.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác theo combo. Đấy, dòng này thì nó cũng là dòng ổ đúc nhá và nó sẽ có 3 chân cắm như này. Kết nối của nó thì khá là tốt luôn. Đó, khá là tốt luôn các bác, rất là chắc chắn luôn. Đó. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá như sau. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là theo theo mét nhá. Đấy. Thì dây 5 m của nó này, 5 m thì sẽ là 220k và bao ship này. 10 m thì sẽ là 330.000 này, 330k nhá. Và 30 m thì sẽ là 650.000. 650k. Đấy, nó sẽ đắt gấp 3 lần cái dây thường kia, cho nên là các bác tiền nào của đấy đâu, các bác cứ lựa chọn cho nó hợp lý nhá. Dây thì cũng rất là mềm luôn, dây của nó dây siêu mềm như này. Con này thì các bác có thể dùng để hàn xì, để chiến công trình, rồi nói chung là làm đa di năng được hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây lên mã giúp cho em đó là dây xanh nhá, dây xanh và dây vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là túi du lịch à. Lên cho em là túi du lịch nhá. Bỏ anh cả cái túi da cái ra đây luôn. Đấy. Lên cho em là túi du lịch nhá, có quai đeo quai sách như này. Đấy. Giá thì bên shop bán theo một cái túi như này, giá của nó sẽ là 100 con này bao nhiêu nhỉ? Con này hai cái bằng nhau à? Các bác lên cho em là túi du lịch nhá. Đấy, túi du lịch vải này. Con này thì nó sẽ là bằng vải chống nước, cho nên là lên cho em là túi du lịch vải. Túi du lịch vải, giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con túi du lịch vải như này. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 45, chiều rộng là 25 nhá. Dài 45, rộng 25 và cao 25. Đó. Lên cho em là túi du lịch vải này. Đấy. Túi du lịch vải, giá của nó sẽ là con này là túi hay ba lô nhỉ? Ba lô du lịch nhá. Lên cho em là ba lô du lịch nhá. Đấy. Ba lô du lịch này, ba lô du lịch, giá của nó. Các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch. Giá của nó sẽ là 100 đang bán 130 về cho bác, giá còn 120.000 nhá. 120k cho con ba lô du lịch vải như này. Đấy, chất liệu của nó bằng vải chống nước nhá. Bằng vải chống nước. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ nhỏ này. Đấy, một cái ngăn phụ nhỡ này. Đó. Tiếp theo là sẽ có hai ngăn bên hông, và cái một ngăn hông này thì các bác có thể dùng để mình bỏ đôi giày, đôi dép vào đây. Đấy, rất là tiện này. Và cái ngăn này thì để các bác treo vào ba lô này, và ngăn nhỏ này thì các bác để các thứ linh tinh này. Đấy. Và rất hợp lý cho các bác luôn, giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên cho em là túi du lịch vải nhá. Túi du lịch vải, giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái ba lô du lịch bằng bằng da như này các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là ba lô du lịch bằng da nhá. Đấy, nó sẽ là bằng da như này. Kích thước của nó thì nó cũng như con kia thôi. Đó, như con kia thôi. Và chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 40. Chiều ngang thì 20-25 nhá. Đó, và nó cũng là một con túi như này. Con này thì nó gọn nhẹ hơn và cũng có quai đeo như này nhá. Có quai đeo như này. Con này thì chất liệu của nó bằng da nhá. Chất liệu của nó bằng da đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho một con túi như này. Rất đẹp, rất lịch sự, các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi công tác, đi chơi, đi học hành đều mang đi được hết. Nó rất là đẹp và lịch sự các bác nhá. Con này thì cái thiết kế của nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với con kia. Đấy, nó chủ yếu là dòng có một ngăn thôi. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là ba lô du lịch da nhé. Đấy, một con là bằng vải, một con là bằng da. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Con này thì sẽ là 130.000. Đó. Đấy. Lên cho em là ba lô da nhé. Ba lô da, giá sẽ là 130.000. Đó. Ba lô da này. Đó. Ba lô da, giá của nó sẽ là 130k nhé. 130k. Con bằng da này là 130.000. Còn con bằng vải này thì giá của nó sẽ là 120.000 luôn nhé.
Con bằng vải này sẽ là 120.000, con bằng da này là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất đẹp, đó là kia ly bằng đồng nhá. Đấy, cái ly bằng đồng như này, một cái ly nhỏ bằng đồng này các bác này. Đấy, các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này. Đó, để trên ban thờ hoặc là dùng để mình cúng dỗ thì mình rót rượu này, rồi nói chung là dùng để làm ly uống rượu cũng được. Nó rất là nhỏ gọn xinh xắn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy, một cái con ba lô rất là đẹp như này. À, một cái con ly đồng như này. Đấy, các bác lên xem là ly đồng nhá. Đấy, lên xem là ly đồng. Đấy, ly đồng rất là đẹp. Con này thì nó không có to và cũng không có dày đâu nhá. Nó vừa phải thôi. Nó vừa phải thôi các bác nhá. Giá thì đấy các bác này, đấy, rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nghe cái tiếng kêu của nó đã thấy thích rồi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi nhá. Chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Đấy, nó rất là nhỏ thôi. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm. Và cái bản miệng của nó thì chiều rộng của nó khoảng là 2 cm nhá. Đấy, chiều cao thì khoảng 5-6 cm. Và bản miệng rộng khoảng 2 cm. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Các bác có thể dùng để mình tiếp khách uống rượu bằng cái ly nhỏ này cũng rất là tiện này. Hoặc để dùng để trang trí là ban thờ này, ban thần tài này. Dùng để cúng lễ này. Đấy, rất là đẹp. Nó màu bằng vàng như này. Đấy, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp như này thôi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc ly đồng như này nhá. Hàng này thì nhỏ nhắn xinh xắn cho các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, ly đồng. Giá của nó sẽ là 30k. Đó, lên cho em là ly đồng này. Đấy, ly bằng đồng. Lên cho em là ly đồng nhá. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc. Đó, 30k trên chiếc ly đồng như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá. Kìm vàng. Hàng thì nó sẽ là của Nhật và xuất Mỹ. Đây là một con kìm đa di năng rồi. Con kìm đa năng dùng cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm vàng đa năng. Ở đây thì nó sẽ có là tuốt dây, bấm cốt rồi cắt dây, xoắn dây, nó khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Hàng Pro nhá. Đấy, Pro các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ đây các bác này. Đấy, USA này. Đấy, USA đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 cho một con kìm đa di năng như này thôi. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng giá của nó sẽ là 130k cho con kìm vàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Thì con này nó sẽ là cả củ cả dây luôn, cả củ cả dây như này nhá. Bao gồm cho các bác là một củ này, hàng thương hiệu iPhone này. Đó, chính hãng iPhone nhá. Đấy, và một cái dây như này, một cái dây như này để các bác chuyên cắm cho điện thoại iPhone. Thì lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi. Chỉ có 60.000 cho một cái bộ sản phẩm bao gồm là cả củ cả dây sạc như này. Đấy, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đây, iPhone 14 Pro Max này. Đó, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên cho em là sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhé. 60k cho cái sạc nhanh iPhone như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và giá chỉ có 60 cành thôi. Tiếp theo thì em đem cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái máy đọc thẻ nhé. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái máy như này. Đấy, về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, phím thì phím nguồn bật lên này. Đấy. Và sẽ có kèm cho các bác là một cái cáp sạc. Và một cái bộ thẻ bao gồm cho các bác là 222 từ vựng. Tổng nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với đầy đủ các cái chủ đề khác nhau luôn các bác nhá. Đấy, ông bà bố mẹ này, đấy, rồi xe cộ động vật, rồi nói chung là rất là nhiều phương tiện luôn. Đấy, đây, các bác thấy không? Đấy, xe cảnh sát các thứ này, đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác này, đây, các bác cắm thẻ vào này. Đấy, tìm chưa các bác ơi, đấy. Té té luôn các bác nhá. Đó, đây. Xe cứu thương. Ambulance. Úi giời ơi. Đấy, bác thấy chưa? Đó, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá và cả hình ảnh minh họa luôn. Grandfather. Đấy, rất nhiều các cái chủ đề khác nhau nhá. Em gái. Nói chung là hình ảnh này rồi âm thanh này rồi là mô phỏng rất là chân thực nhá. Tổng của các bác khi nhận được hàng nó sẽ là 112 cái thẻ như này. Tha hồ cho các cháu vui chơi, thỏa thức, sáng tạo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Bao gồm cho các bác là 112 thẻ.
112 thỉa với các cái chủ đề và nội dung khác nhau. Đây là cái kéo với cái lọ thuốc này. Đấy, 112 thỉa với các cái nội dung và chủ đề khác nhau nhá. Đó, tổng là 224 từ vựng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này. Giá thì chỉ có cho các bác là 95k thôi. 95k cho con máy đọc thẻ như này. Con này các bác nên mua quá cho các em nó sử dụng. Vừa là sử dụng thiết bị thông minh này, vừa là tiện ích, vừa là ok cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Long Biên Hắc Lào nhá, Long Biên Hắc Lào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Bác nào bị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa bơi hết vào đây cho em. Đó. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng típ nhá, và kem của nó là kem trắng. Bôi vào thì rất là mát và sử dụng thì rất là ok. Đó. Long Biên Hắc Lào nấm ngứa các bác bơi hết vào đây cho em. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. Đặc trị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn các nhá. Đấy, Long Biên Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ Long Biên Hắc Lào nấm ngứa như này nhá. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn, mà bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó sẽ là hàng gia truyền của Nhật cho nên là dùng cực kỳ là tốt, an toàn và rất là tốt luôn các nhá. Lành tính. Các bác lên cho em là Long Biên Hắc Lào này, đó. Long Biên Hắc Lào, giá sẽ là 25k một típ nhá. 25k cho một típ Long Biên Hắc Lào như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cành cam nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k cho một con kéo cành cam như này, có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Thép SK5 không gỉ, chuyên dùng để cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Nói chung là nhà bác nào thì cũng có cây có cành rồi. Đấy thì về các bác dùng để cắt tỉa cây, cắt tỉa cành rất là ok. Giá thì rất hợp lý nha, một cái con kéo cành, kéo cắt cành cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Hàng made in Japan này, nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mà cái giá thì cũng rất hợp lý nhá. Có kèm hẳn cho các bác một con lò xo luôn để các bác về các bác sử dụng. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Đấy, kéo cành này, đấy, kéo cành cam nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một con kéo cành cam như này, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic karaoke nhá. Lên cho em là mic không dây nhá. Ngoài ra thì bên shop có hai loại mic dây. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng mic không dây. Về nhà các bác chỉ cần là bật cái nút nguồn này lên cho em này, bật nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Con nào thì hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đó, có âm lượng của mic này. Đấy. Alo, alo, 124. Đấy, coi nhá. Đấy, hết pin thì bác sạc pin vào cho em, con này gần hết pin rồi. Alo, alo, 124, alo. Anh đưa em về thăm quê anh. Đó thì về nhà các bác bật sạc pin vào cho em để các bác dùng để hát karaoke rất là ngon luôn. Đó, vừa là bắt Bluetooth nghe nhạc, vừa là hát karaoke nhá. Đấy, con này thì nó đang hết pin rồi các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là mic không dây nhá, mic không dây. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con mic không dây này thôi. Lên cho em là mic không dây này. Đó. Mic không dây, mic không dây giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con mic không dây như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình lấy thăng bằng này, rồi cao thấp, rồi mình đo mực thước, thước rút, thước giếc đều được hết nhá. Đây nó sẽ có cho các bác một con thước rút dài 2,5m này. Đấy, thước rút rất là ngon luôn nhá. Đấy, thước rút rất là ngon, dài 2,5m này. Tiếp theo là đến một cái thước đo này. Đấy, một cái thước đo bên này. Bên này một cái thước đo 15cm nữa này. Đấy. Và ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này. Và đặc biệt là con này nó sẽ có một cái dòng laser như này các bác này. Đấy. Thì các bác bật lên cho em. Đó, đây laser này các bác này. Đấy, em dọi vào tường cho các bác xem nhá. Đấy. Rất là rõ luôn các bác này. Đấy, tia của nó này rất là rõ nhá. Đó, và nó sẽ có hai loại, ba loại tia. Thứ nhất là lấy vuông này. Đấy. Đây là em đang lấy góc vuông các bác này. Đấy, đang lấy góc vuông đây. Đấy các bác chưa? Lấy góc vuông này. Đấy, tiếp theo thì lấy cạnh nằm ngang này. Lấy cạnh nằm ngang các bác này. Đấy. Gạt xuống thì lấy cạnh đứng này, và cho lên giữa này thì là sẽ là lấy vuông các bác nhá. Đấy, các bác cứ cho về giữa này thì nó sẽ là lấy vuông. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là cái đầu gạt ở đây các bác này. Đấy, cái đầu gạt đây các bác gạt lên gạt xuống ở đây nhá. Đấy, để mình điều chỉnh góc này. Rất là tiện cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con thước laser như này thôi, 90k. Rồi ok.
Hello chào anh em, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Điện hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng vui lòng cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện các bác này, băng dính điện. Hàng thì nó sẽ là hàng về theo lô như này nhá, hàng về theo lô như này. Đấy, đủ màu, đủ mẫu, đủ loại cho bác luôn. Màu sắc thì chủ yếu nó vẫn là màu ghi và màu đen nhá, là hai cái màu chủ đạo các bác. Băng dính của bên em thì nó sẽ là bằng hàng bãi nội địa Nhật, siêu dai, siêu dính, siêu mỏng và siêu bền cho các bác luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan như này các bác này. Đó, made in Japan. Đây. Các bác này, đó made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì sẽ là bên em bán theo cân và bán theo quận nhá. Đấy, quận vừa vừa thì giá của nó sẽ là 10.000 một quận. Còn quận nhỏ thì sẽ là 5.000 một quận nhá. 5k cho một quận. Đây. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu. Đây, mẫu nhỏ này là 5.000 này, mẫu to là 10.000 này. Đấy. Mẫu nhỏ là 5.000 một quận và mẫu to là 10.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ bán theo cân ký nhá. Hàng thì băng dính của nó sẽ là hàng băng dính siêu mỏng, siêu dai luôn. Đây, siêu mỏng, siêu dai và siêu dính luôn các bác nhá. Đấy, siêu mỏng, siêu dai, siêu dính luôn. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Thì các bác lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này, lên cho em là băng keo điện. Băng keo điện này, băng keo điện giá thì bên shop bán theo cân nhá, bán theo cân. Một cân của nó sẽ là 80.000. Đấy. Một cân sẽ là 80k một cân nhá. 80k trên 1 kg này. Đấy, còn nửa cân này. Nửa cân thì 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k. Đó, 45.000, 45.000 cho nửa cân. Và mua quận thì quận to sẽ là 10k nhá. Quận to là 10k. Quận nhỏ thì giá của nó sẽ là 5k nhá, 5k. Đó, 5k cho một quận nhỏ. Đây. Quận này thì sẽ là quận nhỏ này và quận này quận to này các bác này. Đấy. Tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Tiền nào của đấy thôi. Đó. Thì đó là băng keo điện. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt nhớt nhá. Bình xịt nhớt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Cầm cái bộ kia đây. Bình xịt nhớt như này và giá thì sẽ là 40k trong cái bình xịt nhớt như này nhá. Bỏ cho anh cái bút khác này. Đấy, lên cho em là xịt nhớt, giá sẽ là 40k trong bình như này nhá. 40k trong cái bình xịt nhớt như này. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này ưu điểm của nó là khi mà các bác sử dụng ấy thì cái vòi này có thể ngoắt nghéo này. Đấy, vòi này có thể ngoắt nghéo được luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Đó, ngoắt nghéo để các bác đưa vào các cái vị trí khó đều ok này. Tiếp theo là con này của nó là thuộc dạng là van đóng trực tiếp nhá. Thì khi nào các bác bóp như này thì van nó mới mở. Còn lại là van luôn luôn ở trạng thái đóng, cho nên là khi các bác sử dụng thì không lo nó bị dầu nhớt nó chảy ra ngoài. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim và sơn tĩnh điện. Bên trong thì bằng hợp kim sáng bóng này, bên ngoài sơn tĩnh điện này. Con này các bác có thể dùng để mình tra dầu, tra nhớt hoặc là dùng để làm luân chuyển dầu nhớt cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ như này, giá của nó sẽ là 40k cho một cái bình xịt nhớt như này nhá. Bình xịt nhớt giá sẽ là 40.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút từ hãm nhá. Thước rút từ hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu hàng nội địa của Nhật này, Japan các bác này. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Một mẫu là 5m, 5m thì giá của nó sẽ là 40.000 và 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50.000, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đó, ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm nhá. Rút ra tự hãm đây các bác thẻ vào này. Đấy, và rút ra nó sẽ tự hãm như này thì nó rất là tiện. Đấy, khi rút ra nó sẽ tự hãm cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì có hai mẫu các bác nhá. Một mẫu là 5m và một mẫu là 7m rưỡi. Đấy, thì con 5m sẽ là 40.000 và con 7m rưỡi là 50.000. Đấy, đó là cái dòng thước rút tự hãm. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước tự hãm này. Thước tự hãm lên cho em là thước tự hãm nhá. Đấy, rút ra thì nó sẽ tự hãm luôn, nó rất là tiện để các bác làm không cần phải giữ tay nó mất công. Đấy, loại 5m thì giá của nó sẽ là 40k và thước 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k cho một con 7,5m nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái combo cưa kéo cắt cành và cưa gấp cũng như là kéo tỉa nhá. Đấy, combo cho các bác bao gồm là 4 món và giá sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món như này. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cưa 25cm này. Cưa 25cm. Hàng của thương hiệu Toyama, made in Japan các bác này. Đấy, của nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đấy, thì combo cho các bác 4 món này, bao gồm là một cưa gấp này, một kéo cắt cành này, một kéo tỉa và một cưa lách như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Đấy,
lên cho em là combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết này. Đầu tiên nó sẽ là con cưa lách này, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đấy, uốn cong thoải mái nhá. Các bác dùng để mình cưa cây, cưa cành thì khá là ok luôn, khá là ok nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là có cho các bác là con cưa lách nhá. Con này thì của nó là thép trắng không gỉ này, thép lưỡi cưa này. Đấy, made in Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật nhá. Tiếp theo thì con này thì phần cán của nó dài, nó sẽ vào khoảng là đi tổng chiều dài của nó thì nó sẽ là vào đi hơn 30 cm, 33 cm, và nguyên phần lưỡi này thì của nó thì nó sẽ là hơn 20 cm một chút nhá. Đó. Tiếp theo là đến một con cưa gấp này. Con cưa gấp này thì phần cán của nó vào khoảng là 25 cm, hàng thương hiệu Tozahama. Đấy, Tozama, made in Japan các nhá. Đấy, gấp gọn rất là ngon lành luôn. Đấy, thì con này các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành rất là ok này. Đấy, rất là ngon cho các bác luôn. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là hai cưa, một cưa gấp, một cưa lách này. Tiếp theo là một kéo cắt cành này, một kéo cắt cành hàng made in Japan này, thép SK5 không gỉ nhá. Thép SK5 không gỉ cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là bao gồm là combo như này. Đấy, và một con cưa, một con kéo tỉa nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa dăm này. Tỉa dăm, tỉa cành rất là ok luôn, tỉa dăm, tỉa cành. Đấy. Thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 4 món nhá. 4 món như này. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 cho 4 món như này thôi. Giá rất hợp lý các bạn, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Thì lên mã giúp cho em là combo cưa kéo nhá, combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy. Combo 4 món cưa kéo này. Đấy, combo cưa kéo nhá. Combo này, cưa này, cưa cộng với lại kéo này. Cưa cộng kéo 4 món này. Giá của nó sẽ là 160.000 nhá, 160.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán lẻ nhá. Bán lẻ thì con cưa gấp này giá của nó sẽ là 50.000 này. Đấy, con này là cưa gấp 25 cm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Cưa gấp này thì có lên tiêu là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50.000. Đấy, có bán lẻ luôn. Con này thì sẽ là 50 cành nhá. 50 cành như con cưa gấp trắng đen như này. Còn con kéo cành này thì bên em gọi nó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên xem là kéo cành cam, giá sẽ là 70.000. Đấy, kéo cành cam này. Kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Còn lại là bán lẻ thì con kéo tỉa inox này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đó. Còn con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Thì các bác nên mua theo combo 4 món như này với cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Giá thì siêu hời và siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã tiếp theo. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Đây, nó sẽ là một con nồi chiên không dầu như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ các bác, 10 lít cả vỏ như này. Hàng còn mới tinh nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ cho các bác luôn. Khi các bác sử dụng thì các bác lưu ý là dùng cho em là cả hai bên nhá, cả bên hẹn giờ và bên công tắc này luôn, và bên nhiệt này luôn thì mới được nhá. Nếu các bác không vặn nhiệt lên thì nó cũng không hoạt động đâu. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật các bác này, Camel của Nhật. Đấy. Và đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ, và đây nó sẽ có cho các bác một cái khay như này. Cái khay này để khi mà các bác cho vào thì nó sẽ là đỡ ở trên như này nhá, đỡ ở trên như này. Rất là tiện này. Đó. Dòng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt thôi. Trong này nó sẽ có một con mai so như này nhá. Một con mai so như này. Đấy, để các bác điều chỉnh này. Và có dơ le đóng ngắt và có quạt gió nhá. Có quạt gió phía sau này. Đấy. Và combo. Đấy, một cái con nồi chiên không dầu như này. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Dung tích là 10 lít cả vỏ. Giá là 4. Bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên này. 590.000 thôi nhá. Đấy, 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này. Lên mã giúp cho em đó là nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ. Đấy, nồi chiên không dầu này. Lên cho em là nồi chiên nhá, nồi chiên không dầu. Đấy, giá của nó sẽ là 590.000 nhá, 590.000. Đấy, dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ, giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. 10 lít cả vỏ cho cái con nồi chiên không dầu này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao G49 nhá, dao G49. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo và nó ký hiệu là dao G49, thì các bác lên cho em là dao G49. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho con dao G49 này. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3-4 lạng nhá, khoảng 3-4 lạng. Con này thì các bác dùng rất là tiện này, băm chặt thái đều được. Nó là dòng dao đa di năng và siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc dưới bóng như này là các bác biết rồi, dọc được dưới bóng như này là dòng siêu sắc rồi.
Dao này thì các bác có thể dùng để chặt thái gọt đều được hết nhá. Chặt thái rồi các bác dùng để mình gọi là chặt để thái và để băm cũng đều ok hết này. Hàng thì siêu bén, cất đi, quay rồi. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cất đi, quay rồi. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cái dao G49 nhá, hàng siêu bén luôn, nặng khoảng 3-4 lạng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k. 150k cho một con dao như này. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là dao G49 nhá. Dao này G49 giá sẽ là 150k. 150k. Đấy, cho con dao G49 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ví da nhá, ví da bò, hàng cao cấp của Mỹ. Hàng cao cấp của Mỹ bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và cái giá rất là tốt cho các bác luôn. 120.000 cho một con ví da bò như này. Đó. Hàng made in USA các bác này. Đó, made in USA. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên nhá. 100% bằng da bò tự nhiên các bác này. Đấy. Chất liệu 100% bằng da bò tự nhiên. Đấy. Và rất là mỏng luôn. Khi mà mỏng như này thì các bác dùng của nó sẽ rất là êm ái và khi mình ngồi thì nó sẽ không bị cấn lên các bác nhá, không bị cấn lên. Chất liệu 100% da bò tự nhiên luôn, về nhà bao các bác test đốt thoải mái chưa? Đấy, đốt tránh cái chỗ chỉ ra là được nhá. Còn các bác cứ lấy bật lửa lên, nhận hàng các bác cứ chuẩn bị sẵn bật lửa đốt thoải mái cho em nhá. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 120k. Lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò, giá của nó sẽ là 120k và sản phẩm thì sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen và màu nâu các bác này, rất đẹp cho các bác luôn. Màu đen màu nâu như này giá rất tốt cho bác luôn nhá. Lên cho em là ví da bò. Đó, 120.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Các bác lên cho em là bộ thìa Đức. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Thì hàng của Đức cực kỳ là dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn nhá. Con này thì dùng thì cực kỳ là sạch đẹp. Hàng của thương hiệu Winling của Đức cực kỳ dày dặn chắc chắn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái hộp thìa Đức như này, giá của nó sẽ là 50 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thìa Đức nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đó, thìa Đức này, giá của nó sẽ là 60k. 60k cho 5 chiếc. Đấy, 60k cho 5 chiếc tức là các bác mua vào chỉ có hơn 10.000 cho một chiếc thìa như này thôi. Hàng của thương hiệu Winling của Đức, inox sáng bóng 304 đẹp, bền bỉ chắc chắn. Đấy, khuôn sinh vừa với cái tay sử dụng của người Việt Nam mình nhá. Đấy, lên cho em là thìa Đức, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox thì một bộ này lấy cho anh cả cái vỉ đũa Nhật, đũa Hàn này. Thì nó sẽ là một cái dòng đũa inox nhá, đũa inox. Hàng này của nó sẽ là inox 304 nhá, inox 304. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi, giá sẽ là 55.000. Đây, su 304 này, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá, cực kỳ sáng bóng đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Có cả mấy màu luôn. Đấy, su 304 của Đức nhá, một cái thôi, không cần đâu. Đấy, su 304 của Đức, đây, hàng của thương hiệu Winling của Đức này, đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vỉ này của nó thì bao gồm là 5 đôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k. Các bác lên cho em là hộp, lên cho em là hộp hộp đũa, hộp đũa inox nhá, hộp đũa inox. Đấy, hộp đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp này. 55k trên hộp 5 đôi. Đó, 55k trên một hộp 5 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa của Nhật này. Đũa của Nhật thì bên shop có hai mẫu, một là đũa của Nhật thường, hai là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu đều là hàng của Nhật hết. Thì đầu tiên là các bác lên cho em là đũa Nhật này, lên cho em là đũa Nhật. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các nhá, chống nấm mốc. Giá thì sẽ là 40k trên một vỉ như này nhá. 40k trên một vỉ đũa Nhật như này, 10 đôi. Đó, 40.000. Đấy, đây. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, chống nấm mốc các thứ này. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% này. Giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ đũa Nhật như này nhá. Đấy, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đũa Nhật 7 màu đây. Đũa mật 7 màu. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn một chút nhá. Cao cấp hơn một chút và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác luôn. Lên cho em là đũa Nhật 7 màu như này. Đó.
cũng được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đó, và dòng này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, có hoa văn trang trí đẹp hơn và cao cấp hơn. Con này thì một vỉ này của nó sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop cũng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 5 đôi. Hàng cũng là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 50k, 50k trên một vỉ 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi, 50k trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi nhá, 10 đôi. Hàng thì nó sẽ là cũng là được làm từ sợi thủy tinh hết nhá. Sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chống nấm mốc, chịu được nhiệt độ cao. Và con này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy, đầu này nó sẽ có mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, rất đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc, 35.000 một vỉ 10 đôi thôi. Đấy. Giá thì rất là ưu ái cho các bác luôn. Giá rất tốt các bác nhá. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35.000 cho một vỉ 10 đôi thôi. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy. Đũa mạ vàng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 35k trên một hộp như này và 10 đôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc. Thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khăn như này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài là 1m4 và chiều rộng là 70. Đấy, bắt đầu vào mùa đông rồi. Đấy, tắm giặt xong thì nó rất là lạnh thì các bác dùng khăn để mình lau khô, vệ sinh khô người luôn. Đấy. Và hàng cực kỳ là dày dẫn. Đấy, chất liệu của nó là sợi bông mềm mịn. Đấy, và giá thì sẽ là một cái khăn tắm như này, mỗi khăn tắm như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 40k cho mấy con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40.000. Kích thước của nó thì sẽ là 70 x 1m4. Đấy. Khăn tắm Hàn Quốc này, 40k trên một chiếc nhá. Kích thước của nó là 70cm nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Đó, giá rất hợp lý, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Để các bác lên xem là đèn bão thì nó sẽ là một con đèn có kèm cho các bác cả một dây cáp sạc, cắm sạc trực tiếp luôn. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ là một cái con đèn như này. Đấy, và các bác có thể dùng để mình trực tiếp này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng. Ở đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, có báo pin các bác này. Đấy. Khi mà nó sạc thì đèn nó sẽ có ánh sáng đỏ như này. Đấy, đỏ này. Đấy, che đi thì nó sẽ tối này. Bỏ ra nó đỏ này. Đấy, và ở đây có quạt mát cho các bác luôn nhá. Gió rất mạnh các bạn, gió rất mạnh luôn. Quạt thì rất là mát các bác nhá, quạt rất là mát nhá. Có kèm cho các bác cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão, giá sẽ là 100.000 cho một con đèn bão như này thôi. Giá chỉ có 100 cành thôi các bác nhá. 100 cành cho một em đèn bão như này. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đề phòng khi mất điện, hoặc là nhà có trẻ nhỏ thì dùng để làm quạt khi mà mất điện cho các em, nó rất là tiện. Hoặc đề phòng mưa gió bão bùng. Đó, lên cho em là đèn bão nhá. Đó. Đèn bão, giá sẽ là 100k một em. 100k cho em đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. Các bác lên cho em là xịt xoang mũi. Đấy, xịt xoang mũi con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt, ví dụ như là các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng này, kích ứng mũi này, rồi là liên quan đến các cái bệnh về mũi. Đấy, đường hô hấp thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Hàng thì hàng của Nhật cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ dùng cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 lọ này là sẽ khỏi luôn các bác này. Đấy. Thì khi xịt ra nó sẽ là dạng xương như này, rất là tốt các bác này. Đấy. Các bác xịt trực tiếp vào cái xoang mũi nhà mình rất là ok luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Đó. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k trên một chai nhá. 45.000 cho một chai xịt xoang mũi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì chuyên để đo huyết áp này. Đo huyết áp các bác nhá. Đấy. Máy đo huyết áp, con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này.
Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em nhá. Nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Sử dụng pin con thỏ nhỏ thì các bác lắp pin vào cho em là xong. Đó, đây, lắp pin vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Bác nào mà chuyên bị cao huyết áp này rồi nói chung là huyết áp không ổn định thì các bác dùng cái máy này cho em để mình đo, để mình xác định được cái huyết áp của mình, để mình cân đối nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 260.000 trong con máy đo huyết áp như này thôi. Đấy, con này nếu mà các bác ra cửa hàng hoặc ra hiệu thuốc mà mua một con đúng phiên bản như này thì giá người ta bán cho các bác chỉ tầm khoảng 400-500.000. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 260k và bao ship cho bác luôn lên trên là máy đo huyết áp rồi. Ok. Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000.
và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhé. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà các nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài. Giá sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k. Và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là
Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bạn nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bạn này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bạn nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k. Cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy. Chảo đây con này, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem cân nhắc đơn hàng đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho các bác đó là cái led kim cương nhá. Đấy, led kim cương thì bên shop có 2 mẫu, một là màu vàng, hai là 7 màu. Đó thì các bác lên cho em là led kim cương. Đấy thì con này nó sẽ là màu vàng này các bác này, màu vàng. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét nhá. Hàng về theo lô cho nên là các bác cũng thông cảm. Bỏ cái biển. Hàng về theo lô cho nên là nó sẽ có cho các bác là tùy theo cái hàng về các bác nhá. Con này nó sẽ có một cái cục nguồn điều khiển ở đây này. Đấy, các bác có thể điều khiển này, nháy nhanh, nháy chậm hoặc là nháy theo giải này. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét. Đấy, từ 30 đến 50 mét nó không chính xác là bao nhiêu nhưng mà thấp nhất là các bác sẽ có là 30 mét các bác nhá. Thấp nhất là 30 mét. Đó, đây các bác này. Đó, nháy đảo màu này. Đấy, nhanh chậm này. Ngoài màu vàng thì nó sẽ có cho các bác là 7 màu. Đây con này nó sẽ là hàng 7 màu này. Đó, cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Thì các bác muốn lấy màu vàng thì lấy, mà lấy 7 màu thì lấy các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nháy như này các bác này. Rất tuyệt vời các bạn. Đó. Và của nó thì nó sẽ là cái hình viên kim cương như này nhá, hình viên kim cương như này. Đó. Thì bên shop lên nó sẽ là led kim cương thì có 2 màu. 2 màu, một là 7 màu, hai là nguyên màu vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy thì giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Chỉ có cho các bác là một cái bộ led như này, chiều dài từ 30 đến 50 mét và giá sẽ là 80k. Lên cho em là led kim cương nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là led kim cương. Led kim cương giá sẽ là 80k. Led kim cương nhá. Đấy, led kim cương. 80k cho một cuộn. Giá thì nó sẽ bao gồm cho là một là led vàng, hai là led 7 màu nhá. Hai là led 7 màu. Đó, thì đều là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Qua lên cho em là mũi khoan đỏ.
Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một cái hộp như này, bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. Mũi nhỏ nhất của nó thì sẽ là từ 4 đến 12, to thì nó sẽ là 4 đến 20 và to nhất thì sẽ là từ 4 đến 32 nhé, từ 4 đến 32. Và nó sẽ có cho các bác là 3 mũi tazogen đấy nhá. 3 mũi vừa khoan vừa tazogen được luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ này. Đó. Hộp mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy, lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp thì đây nó sẽ là một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu nhá. 5 mũi khoan tháp, một cây lấy dấu. Kích thước của nó nhỏ nhất sẽ là từ 4 đến 12 này, 4-20 rồi 6-20, nói chung là đầy đủ như này. Tất cả của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và có kèm cho các bác một cái cây lấy dấu như này, kèm một cây lấy dấu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Con này của nó thì khi mà các bác, đấy, các bác dập này là nó sẽ ra dấu này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần nhấn này là sẽ ra dấu này. Đó. Và con lấy dấu này thì bên em có bán rời nhá. Bán rời thì giá của nó sẽ là 40k cho một cây lấy dấu như này nhá. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Còn cái bộ mũi khoan tháp này thì các bác lên cho em là hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp nhôm. Hộp mũi khoan tháp nhôm giá của nó sẽ là 180.000. Đó. Hộp mũi khoan tháp nhôm này. Hộp mũi khoan tháp này, đó. Hộp mũi khoan tháp nhôm nhá. Khoan tháp, hộp này đựng trong một hộp nhôm nên em gọi là hộp mũi khoan tháp nhôm. Giá sẽ là 180k nhá, 180k. Hàng của thương hiệu Unica Japan các bác này. Đấy, đây. Unica Japan, giá sẽ là 180k trong hộp như này. Ngoài ra thì bên shop có bán lẻ cái cây lấy dấu này đây. Đấy, cây lấy dấu này bán lẻ bên ngoài thì giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá. 40.000 một cây. Đây các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần dập này là nó sẽ có dấu này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện các bác nhá. Để các bác lấy dấu để mình đo mực thước rồi mình sử dụng rất là tiện, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đa năng này, hộp 5 mũi khoan đa năng 1 2 3 4 5. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, nó sẽ có cho các bác là một hộp này là 5 mũi, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho một hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, hộp 5 mũi khoan đa năng. Giá sẽ là 110k. Đấy, nó sẽ là hình mũi khế như này và khoan được hết tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng, giá của nó sẽ là 5 mũi đa năng đen này. Đó, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k. Đó, hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp dắt dao đũa nhá. Đấy. Hộp dao đũa, các bác lên cho là hộp dao đũa. Một cái hộp dao đũa như này thì giá của nó sẽ là 160.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là dắt được cả dao cả đũa luôn. Nó rất là tiện ích các bạn. Đấy, thì về nhà các bác sử dụng nó cũng rất là tiện. Đây, bên ngoài của nó thì bằng inox, bên trong thì bằng nhựa nhá. Đấy, bên ngoài inox, bên trong bằng nhựa. Đây, đúng như trên hình như này luôn. Các bác có thể dùng để mình dắt được là 4 con dao, một cái kéo và một cái liếc này. 1 2 3 4 con dao này, một kéo, một liếc này và cái hộp này để đựng đũa này. Thì các bác có thể để trên bàn bếp này hoặc là để trên bàn ăn, nó cũng rất là tiện. Đấy, thì có cái phần này để các bác đựng nước ở đây rồi, đựng nước ở đây nhá. Đó, thì các bác có thể tháo ra để mình đổ nước ra, nó rất là tiện luôn. Đấy, bên ngoài thì bằng inox, bên trong thì bằng nhựa nguyên sinh, rất là dày, rất chắc chắn. Chiều cao của nó là 20, chiều rộng là 20 nhá. Đấy, chiều cao 20. Chiều ngang 20. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên cho em là hộp dao đũa nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp dao đũa này. Đó. Hộp dao đũa giá của nó sẽ là 160 cành. 160k cho con hộp dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là kia tất hộp nhá. Tất hộp 5. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 5 đôi. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Hàng tất của thương hiệu Nike, co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp tất 5. Hộp tất 5 thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi nhá. Hộp tất 5 này. Hộp tất 5 có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì đều là 80k nhá. 80k trong hộp tất 5 như này.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage 3D nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng massage để các bác có thể massage cổ, vai, gáy rồi ngực, cằm. Đấy, để giúp cho các bác là thư giãn, thứ hai là chống chảy xệ cực kỳ là tốt các bác nhá. Đó. Thì con này nó sẽ là dòng massage 3D bằng tay. Các bác dùng bằng tay để mình massage thôi. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy thì nó sẽ massage cho các bác này, cổ, vai, gáy rồi ngực rồi cằm rồi các cái bắp tay, rất là ok. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k, lên cho em là massage 3D nhá. Đấy. Massage 3D bằng tay. Giá sẽ là 50k một chiếc như này nhá. 50.000 cho một con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, phao nước. Và lên cho em là phao nước thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một phao nước kia còn chưa mở lên. Một cái phao như này này, đấy một cái phao như này, kèm cho các bác là một cái đầu vòi để các bác điều hướng nước này và một cái cao su non như này nhá. Đấy, và các bác chỉ cần là cho vào cái nguồn nước nhà mình là nó sẽ tự hãm cho các bác luôn, tự hãm luôn các nhá. Đấy thì khi mà nước nó đầy là nó sẽ tự ngắt. Đấy, nước cứ ngập trên phao một phân là nó sẽ tự ngắt thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con phao nước như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, mình chỉ cần lắp vào như này thôi, nước nó sẽ ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt, rất là đơn giản. Thì các bác có thể sử dụng để ứng dụng trực tiếp trong chuồng gà này, rồi bể nước này, rồi là test nước này, nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc là mình có thể sử dụng trực tiếp ở trong cái nguồn, ví dụ như là những cái xô chậu mà mình cần múc nước liên tục thì các bác cứ múc là nó sẽ chảy, múc sẽ chảy. Và khi ngập thì nó sẽ tự ngắt nhá, rất đơn giản thôi. Giá thì chỉ có 70.000 và ứng dụng thì rất là cao, bằng nhựa bền đẹp chắc chắn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ổ vàng nhé. Các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy, ổ điện vàng như này. Một con ổ điện vàng như này giá sẽ là 45.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao su. Đấy, chịu chống va đập tốt, 16A 250V. Chống va đập cực kỳ là tốt các bác này. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, đập phá thoải mái luôn, không bao giờ bị hỏng nhá. Về nhà các bác xoáy cái ốc này ra cho em, sau đó thì mình đấu nguồn điện vào để mình cấp điện cho nó. Lên cho em là ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. 45 cành cho một con ổ điện vàng như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu 5 chân này và ba đầu là hai chân tròn dẹt cắm được cả nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 45k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin này. Đấy, nó sẽ là một con đốc sạc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Giá sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy thì con này nó chỉ sử dụng cho pin đồng hồ thôi. Đấy, pin này nó sẽ là một cái dòng pin đồng hồ này. Và cái pin chuyên dụng này của nó thì pin dùng để sạc được, chứ các bác mua cái pin con thỏ về không sạc đâu. Bác lưu ý chưa? Đấy, lắp vào như này, sau đó thì sạc này. Đấy. Con này thì các bác vừa dùng cho pin đồng hồ này, vừa dùng cho mic karaoke được luôn. Nếu mic karaoke dùng pin đồng hồ là dùng con này. Giá sẽ là 65k nhá. Lên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đốc sạc này, đó. Pin đồng hồ giá của nó sẽ là 65k. Đấy, 65.000 cho một bộ như này, bao gồm là cả đốc sạc cả pin, bên em không bán lẻ nhá. Các bác muốn mua thêm pin thì mua cả đốc này luôn. Tóm lại là mua trọn bộ như này thì mới có sản phẩm. Còn lại là các bác mua dài pin thì bên em không có bán, tại vì là nhà sản xuất người ta bán liền, cho nên là chỉ có hàng liền thôi. Đốc sạc kèm pin giá của nó sẽ là 65.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm đó là cái ví màu hồng nhá. Lấy cho anh ví xanh đi. Đấy, các bác lên cho là ví hồng. Một bộ ví hồng này của nó giá sẽ là 60.000. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng, bao gồm cho các bác là một cái bấm móng khóe này, một cái bấm khóe, một cái bấm thường và một cái bấm to. Và chọn bộ bao gồm là lấy dái tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là khêu rằm cái riếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Lên cho em là ví hồng giá sẽ là 60k. Đó, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì các bác lên cho em là ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. Đó. Ví hồng giá sẽ là 60k. 60k trong bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Con ví hồng này là 60.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví xanh này. Các bác lên cho là ví xanh, con này là sẽ là 100.000. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn, đầy đủ các cái chi tiết hơn và nó cũng đựng trong một cái bao như này. Đấy, xịn sò hơn các bác này. Đó, đây. Đấy, bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng luôn, có cả cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe, một cái bấm to này. Có cho các bác là nạo gót chân này, lấy dái tai này, nặn mụn rồi, nói chung là vệ sinh móng miếc đều ok hết. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ này thôi. 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh. Đấy, cái ví xanh này thì giá sẽ là 100k.
Đấy, các bác lên cho là ví xanh nhá. Ví xanh này. Đó, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k. 100k tròn cho cái em ví xanh như này. Về nhà các bác sử dụng rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân, cân được 5 cân nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 50.000. 50.000 cho một con cân 5 như này. Con này thì nó có chức năng trừ đì luôn. Thì nó rất là tiện, các bác chỉ cần trừ đì đi là xong. Đó. Các bác muốn cân làm trong nhà bếp thì mình cân sau đó thì mình trừ đì đi là xong. Đó, và con này thì lô này về nó sẽ không có pin đâu nhá. Không có pin, về nhà các bác tự mua pin thôi. Tự mua pin con thỏ nhỏ đây. Đấy, lắp cho em hai cái pin con thỏ nhỏ vào là để các bác sử dụng này. Và tính năng trừ bì thì rất là đơn giản. Đấy, các bác cân lên sau đó thì các bác nhấn cho em cái nút nguồn này là trừ bì này. Đấy, nó sẽ về không để mình cân tiếp. Giá thì sẽ là 50k. 50k cho một cái 50k cho một cái cân 5 như này. Lên mã giúp cho em là cân 5 nhá. Đó. Cân 5, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 một chiếc cân 5 như này. Bói cái biển đi tươi. Lưu ý các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ xanh này. Đấy, lên cho em là ổ xanh hay là ổ điện xanh cũng được. Giá thì sẽ là 55k một chiếc. Đó, 55.000 cho một chiếc ổ điện như này. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây. Thì con này nó sẽ có công tắc luôn nhá. Có công tắc đóng ngắt và có đèn báo này. Đấy, tắt đi này các bạn này. Đấy, tắt đi. Thì một lúc đèn nó sẽ mất này. Đấy, tắt đi đèn mất này. Bật lên thì nó sẽ là đèn màu đỏ như này. Con này thì sẽ là ổ cắm kèm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm 3 ổ USB nhá. 6 ổ cắm 3 ổ USB. Giá thì chỉ có 55.000 thôi. Dây dài khoảng 1 mét, có công tắc đóng ngắt, có công tắc đóng ngắt. Điện của nó là sẽ là 10A và lên tới là 250V được, cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Hàng thì khá là chắc chắn. Và rất là nhiều các loại chân ổ cắm các thứ khác nhau luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sạc gầy, sạc béo nhá. Đấy, thì sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Đầu tiên thì em lên cho bác cái sạc béo này. Con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là cả đèn báo luôn nhá, cả đèn báo luôn. Đấy, khi các bác cắm điện vào thì ở đầu nó sẽ có đèn báo này, thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đó, có đèn báo đây. Các bác thấy không? Đây, đèn báo rất là sáng luôn nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình cắm sạc của Samsung, Oppo hoặc là iPhone đều được hết nhá. Đấy, nó sử dụng là 3 chân liền, cho nên là các bác dùng thoải mái. Và con này của nó thì gọi là nó là một cái dòng cao su và rất là cứng cáp luôn, rất là dày dẫn nhá. Đấy, rất là dày dẫn to và dây thì của nó rất chắc chắn và dây siêu mềm luôn, dây siêu mềm. Thì các bác dùng rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 50k cho một con sạc béo như này nhá. Có lên theo là sạc béo này. Dây dài khoảng từ 80 đến 1 mét nhá, từ 80 cm đến 1 mét. Giá của nó sẽ là 50k cho một con sạc béo như này. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là sạc béo, giá sẽ là 50.000. Đó. Sạc béo này. Giá sẽ là 50k. Tiếp tục thì bên shop về cho các bác cái mã sạc gầy nhá. Con này thì nó sẽ là dây dù cũng có 3 đầu như vậy, có 3 đầu như vậy và nó sẽ là thuộc dạng dây dù. Đấy, dây dù và chống rối rất là tốt luôn nhá, dây dù chống rối. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái sạc gầy như này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, con này là sạc béo này 50.000 này, con này là sạc gầy này 30k. Chiều dài của nó thì cũng tương đương nhau thôi. Đấy, cũng tương đương nhau được các bác nhá. Đó. Chiều dài thì đều là tương đương nhau. Hai cái dài bằng nhau, từ khoảng từ 80 đến 1 mét nhá. Từ 80 đến 1 mét, hàng về theo lô. Lên cho em là sạc gầy nhá. Con này thì các bác lên cho em là sạc gầy. Giá của nó sẽ là sạc gầy, giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k cho một em sạc gầy như này, 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên kẹo chuột nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy, một túi như này. Đấy, sẽ rất là nhiều các cái dòng viên như này. Và khi mà con chuột nó ăn vào thì nó sẽ giữ cả đàn lên ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá. Đấy, viên màu hồng rất là thu hút chuột luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Và nó bán trên toàn quốc luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột này. Kẹo chuột giá của nó sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan. Và một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn là chết cả đàn luôn. Rất tiện ích. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái con dao dao 1 cân nhá. Các bác lên cho em là dao 1 cân. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu
Murato, Murato made in Japan con này. Đấy, Murato made in Japan này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác có thể dùng để mình chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá, chặt thực phẩm, thức ăn đều được hết nhá. Lên cho em là dao chặt 1 cân. Đây, cán của nó này. Đấy, cả con dao thép liền như này và có ốp 3 đinh thép này. Đấy, cán gỗ ốp 3 đinh thép, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ chắc chắn luôn. Và thép của nó là thép không dỉ nhá, đánh nhám chống dính này. Đấy, thép không dỉ đánh nhám chống dính. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Dao chặt 1 kg này, giá sẽ là 230k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì sẽ xốp về cho các bác sản phẩm, đó là cái đèn học chống cận nhá. Lên mã tiếp theo là đèn học chống cận. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con đèn học chống cận này thôi. Con này thì nó sẽ có cả cái phần hộp bút ở đây luôn này. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái này vào đây này. Đấy, lắp cái này vào đây thì nó sẽ là cái hộp bút cho các bác này. Đấy, lắp xong đẩy xuống như này nó sẽ là một cái hộp bút rất là đẹp và có thể điều chỉnh này. Và đây thì nó sẽ có cái cảm biến nhá. Và đèn rất là sáng luôn. Đấy. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là 10W này. Đấy. 10W này các bác nhá. Đó, 10W. Đây. Đấy, 10W. Đây và rất là sáng luôn các bác nhá. Có sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính nhá. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả khay đựng bút luôn. Đấy, và có pin sạc nhá. À, có kèm dây sạc nhá. Về nhà mà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn học chống cận như này, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn học này. Đó. Đèn học giá của nó sẽ là 100k trong con đèn học như này. 100.000 thôi các bác nhá. Chỉ có 100.000 trong con đèn học này thôi. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá. Các bác lên cho em là máy vắt cam. Con này thì rất là tiện để các bác dùng để mình chuyên để vắt cam các bác. Đấy, chuyên để vắt cam. Thì đây nó sẽ là một con máy như này các bác này. Đấy. Thì em cũng có rất là nhiều các cái video đã giới thiệu cũng như là test vắt thử cho các bác xem rồi. Rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Công suất của nó sẽ là đây, 220 đến 240V 50Hz nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng cũng xuất đi rất là nhiều nước nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp vào điện 220 các bác nhá. Và rất là tiện dụng luôn. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần nhấp này thôi. Đấy, nhấp này nó sẽ xoay này. Đấy. Đấy, có thấy không? Đây. Nhấp này nó sẽ xoay là nó sẽ vắt quả cam các bác nhá. Đấy, và nó có chế độ đảo chiều luôn, có chế độ đảo chiều luôn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một con máy vắt cam như này. Giá chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 190.000 cho một con máy vắt cam rất là hiện đại như này các nhá. Đấy. 190k thôi các bạn, rất rất hiện đại và hữu ích khi mà các bác sử dụng để mình vắt nước cam, mình sử dụng lấy nước uống rất là tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá sẽ là 190k. Đó. Máy vắt cam cầm cho anh kia vắt bằng tay đây. Máy vắt cam này, giá của nó sẽ là 190k cho con máy vắt cam như này nhá. 190.000. Cầm những cái vắt bằng tay. 190k nhá. 190k cho một con máy vắt cam như này. Ngoài ra thì bên shop có cái vắt bằng tay này. Đấy. Thì nếu các bác không thích dùng máy nó phức tạp thì dùng bằng tay này kia. Nó cũng rất là tiện ích. Các bác dùng bằng tay thì con này giá của nó sẽ là 50.000. Hàng bằng inox 304. Các bác chỉ cần là đưa vào là mình vắt bằng tay này thôi. Và ở đây thì nó sẽ chắt ra nước và các bác nó sẽ lọc bã trên này và nước thì chắt xuống đây và các bác đổ ra cốc mình uống hoặc các bác có thể uống trực tiếp được luôn. Lên mã giúp cho em đó là vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay. Giá thì sẽ là 50k cho con vắt cam bằng tay như này. Đấy, cũng rất là tiện ích luôn, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Vắt cam bằng tay này. Vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k nhá, 50k cho con vắt cam bằng tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Các bác lên cho em là robot hút bụi, con này thì rất là tiện ích luôn. Đấy. Nó sẽ là một con robot như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Đấy. Đây nhá, em tháo ra là bên trong là sạch sẽ trắng tinh luôn nhá, sạch sẽ trắng tinh, không có một hạt bụi nào luôn. Đó. Bây giờ em sẽ chạy thử cho các bác xem nhá, chạy thử cho các bác xem. Thì về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này và tháo cái chân điều hướng này ra. Sau đó thì mình cho chạy thử luôn. Đây, em cho chạy luôn các bác nhá. Đấy. Máy đã chạy các bác này. Đấy. Các bác xem nó đã hút bụi cho các bác xem nhá. Đó, chỉ cần là 30 giây thôi là nó sẽ hút đầy bụi vào đầu. Đó. Đấy, rồi ok nhá, em dừng luôn nhá. Dừng luôn cho các bác xem luôn. Đấy, chưa đến 30 giây nhá, nó chỉ tầm khoảng là
15 17 giây thôi. Đấy, đây các bác này, đây. Mở ra cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, khi em đưa cho các bác xem là trắng tinh 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 nhá. Và mở ra này. Đấy. Mới có một tí thôi mà nó đã hút đầy bụi như này rồi các bác này. Đấy, các bác thấy không? Sợ chưa? Tức là trong trong những cái nền nhà nhà mình là rất là nhiều các cái dòng bụi mịn nhá, bụi mịn. Đó thì con này các bác dùng để hút bụi rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con máy hút bụi như này thôi. Giá cực kỳ sốc cho các bác luôn nhá. Giá rất sốc cho các bác luôn. Đó. Và có kèm cho các bác là dây sạc này và một số các phụ kiện để các bác sử dụng thêm nữa, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 120k cho một con robot hút bụi như này thôi, rất tiện nhá. 120.000 một con. Các bác có thể mua về để mình sử dụng lau hút bụi ở trong nhà cũng như là để trải nghiệm rất là ok. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nhá. Đấy. Robot hút bụi giá sẽ là robot này. Robot hút bụi giá sẽ là, lên cho em là robot lau nhà đi cho nó khỏi nhầm với lại cái máy hút bụi. Robot lau nhà nhá. Đấy. Các bác lên cho em là robot lau nhà nhá. Robot lau nhà. Lau nhà giá của nó sẽ là 120k một em nhá. 120.000 cho một em như này thôi. Đấy, rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bác này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng
lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt này, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Cúc Cù của Hàn Quốc nhá, sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cù này thì không có khay hấp nhá. Và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cù nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cù, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cù lên cho em là nồi Cúc Cù nhá, nồi Cúc Cù này. Nồi Cúc Cù giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc Cù. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500, và nồi Cúc Cù này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Giá thì đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn, chỉ có cho các bác là 270 cành cho một con nồi cơm mini như này. Lên mã giúp cho em là nồi cơm mini nhá, hàng của thương hiệu Chigo của Nhật. Và con này thì nó sử dụng điện 220V, sử dụng điện 220V các bác nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác có thể sử dụng để mình gọi là nấu cơm cho gia đình, đặc biệt là các bác nào mà có tí tuổi rồi, hai vợ chồng trẻ thì sử dụng con này nó rất là ok. Thứ nhất là giá cả hợp lý, thứ hai là nó nhỏ gọn tiện ích, các bác hai vợ chồng là ok, hoặc có thêm một đứa cháu nữa cũng được. Đấy, nó cũng rất là nhỏ gọn thôi. Thì nó sẽ là một cái cáp để các bác cắm dây nguồn này, và kèm thêm một cái môi nhỏ xinh này. Con này của nó thì các bác phải bê nhé, chứ không xách được đâu. Xách thì nó sẽ hơi khó xách. Cái nắp này chủ yếu là để mình cầm mở ra thôi nhá. Đấy, giòn giếc của nó cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác một cái âu đong gạo này. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo. Nồi của nó nhỏ nhưng mà cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 800ml, các bác cứ nấu khoảng một bò, hơn bò gạo là ok. Đấy, 800ml các bác nhá. Mâm miếc của nó cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, nồi miếc của nó rất là dày dẫn này. Đấy, hàng của nó thì khá là nhiều tem hướng dẫn các thứ luôn. Đấy, điện 220V, công suất của nó sẽ là 200W nhá, 200W. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, giá thì hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 270 cành, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng có thể kiểm tra. Đấy, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi em. Đó, hàng rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn. Giá thì khá hợp lý cho các bác luôn, một cái con nồi cơm như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bác. Dung tích của nó sẽ là mặc định của nhà sản xuất là 1.2L nhá, 1.2L. Đấy, 1.2L. Các bác nhá. Đó đây, dung tích của nó là 1.2L cả vỏ này. Đấy, công suất của nó sẽ là 220V và điện 220V và 200W, rất ngon lành. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Chỉ có cho các bác là đi một cái con nồi cơm như này, giá chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi cơm mini nhá. Đấy, nồi cơm mini. Nồi cơm mini giá sẽ là 270k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 270.000 cho con nồi cơm mini, bao ship tận nhà. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V và dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Dung tích của nó là 2 lít các bạn. Đây, điện 220V này. Công suất là 200W này. Đấy, điện của nó thì từ 110 đến 220V nhá, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, từ 110 đến 220V. Dung tích của nó sẽ là 2 lít, chiều kích thước của nó sẽ là 26cm x 130 x 220 nhá. Đấy. Và dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác lên xem là cặp lồng điện.
giá thì chỉ có 180.000 thôi. Đây nó sẽ là cái công tắc để các bác đóng ngắt này. Đấy, và đây thì khi các bác nhận được hàng thì con này nó sẽ có một cái quai sách này rất là tiện này. Các bác có thể mang đi công sở này, đi làm việc cũng được. Đấy. Ở đây thì bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái ô bằng inox như này. Bây giờ nếu các bác mua nguyên cái ô bằng inox như không như này thôi, đã cũng phải mất tầm khoảng 3-40.000 cho một cái ô inox như này thôi. Đấy, mà tổng của các bác có là đi 4 cái ô inox như này, 40.000 cái là 44-16-160 rồi. Đó, thế mà đây các bác mua được cả một cái cặp lồng điện đẹp như này. Đây là cái dây nguồn của nó nhá. Đấy, cả một cặp lồng điện đẹp như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng nó như là cái nồi cơm điện này các bạn. Nồi cơm điện là đế này thì nó sẽ là một cái mâm bằng nhôm để đun nấu nhá. Đấy, các bác cắm dây nguồn vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm trực tiếp điện 220 cũng được. Đấy, nó sẽ sử dụng điện 110-220V và có 4 cái ô như này. Các bác cứ cho nước vào dưới, sau đó thì mình đun là nấu cơm, nấu nước hoặc là hấp, chiên, rán, xào, nấu đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả và sử dụng nó rất là hữu ích luôn. Ví dụ như là các bác buổi sáng mình soạn đồ ăn đi, soạn đồ ăn này. Đấy, ô một ô cơm này, một ô canh này, một ô thịt này, rồi nói chung là đầy đủ gia vị các thứ các bác cho vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng đến cơ quan công sở hoặc là các bác đi làm thì mình chỉ còn cắm điện vào cho em là xong thôi. Cắm điện vào là nó sẽ giữ nóng cho các bác rất là tốt luôn, hoặc các bác có thể nấu cơm trực tiếp được. Đấy, công suất của nó là 200W điện 110-220V. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180k thôi. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k. 180k cho con cặp lồng điện như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khóa dây nhá. Các bác lên cho em là khóa dây. Đấy, lên cho em là khóa dây này. Bên shop thì luôn luôn để mặc định của nó sẽ là dãy số 0 như này nhá. Dãy số 0 như này. Đấy, còn khi các bác mở thì các bác có thể là khi các bác cài mật khẩu thì đây. Đấy, các bác xoay cái lẫy đi cho em này, có cái chiều mũi tên và chữ set này, các bác xoay chiều mũi tên này. Đấy, sau đó thì ví dụ như là em để mật khẩu là dãy số 1 này. Còn các bác sau khi để mật khẩu dãy số 1 này, các bác lại xoay trở lại cho em là xong. Đó, thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 1 nhá. Đấy, em chỉ cần đảo đi một số là không mở được rồi các bác này. Đấy, một số là không mở được rồi nhá. Đấy, em cho về dãy số 1 thì lại mở bình thường. Bây giờ em cài lại mật khẩu thì em lại xoay cái này đi này, xoay theo chiều kim đồng hồ này, em sẽ để về 0 này. Đó, sau đó thì em lại xoay trở lại thì mật khẩu vẫn là dãy số 0 như này. Thì xoay số 1 là không mở được. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20cm, các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa hoặc là dùng để mình khóa xe cũng rất là ok. Đấy, bây giờ ví dụ các bác muốn giữ trộm thì các bác có thể là khóa cái này vào cái vành xe cũng được. Đấy, có hơn không các bác nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần khóa vào cho em là xong. Đó, và không cần phải chìa chiếc gì cả. Rất là tiện ích, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái khóa dây này thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa dây nhá. Đó, khóa dây, giá của nó sẽ là 80k trên một em nhá. 80.000 cho một em khóa dây như này, rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì cầm cho anh đi. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái khóa chữ U nhá. Đấy, thì con này nó cũng là cái dòng khóa không cần chìa nhá, không cần chìa. Đấy, thì nó sẽ là một cái dạng như là hình chữ U như này. Cho nên bên em gọi là khóa chữ U cho nó tránh nhầm lẫn với cái khóa dây kia. Đó. Thì con này rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ mở này. Và khi các bác cài mật khẩu thì cũng rất đơn giản thôi. Bên shop vẫn để mặc định là dãy số 0 như này và có hai cái vạch trắng đây. Các bác xoay đi cho em theo chiều kim đồng hồ này, sau đó thì các bác để dãy số 9 này, xoay lại này thì mật khẩu mới của em bây giờ là dãy số 9, em để về một số 0 đã là không mở được rồi nhá. Cho về dãy số 9 sẽ là mở bình thường. Các bác xem kỹ cái cách sử dụng luôn, cách hướng dẫn sử dụng luôn để mình về biết cách mình cài đặt nữa đỡ mất công. Đó, không các bác nhận hàng các bác lại hỏi là cài mật khẩu như nào rồi thế này thế nọ nó mất công. Đó, cứ xem kỹ video đi. Đơn hàng từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship. Đó, bây giờ em lại cài lại mật khẩu thì em sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ như này. Đó, và em để là dãy số 0 nhá. Sau đó xoay trở lại thì mật khẩu của em vẫn là dãy số 0 mặc định như này. Đấy, lưu ý các bác là cài mật khẩu thì mình nhớ mật khẩu cho em để tránh việc cài xong rồi các bác lại hỏi là mật khẩu sao không được, thì các bác cài các bác làm mất mật khẩu rồi thì chịu không nhá. Đó. Lên cho em là khóa chữ U, giá sẽ là 85.000. Đó. Khóa chữ U này. Con này thì các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa nhá. Khá là to luôn, khóa chữ U. Giá sẽ là 85k nhá, 85k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7. Thì đợt này bên shop về cho bác một cái mẫu to gấp đôi nữa nhá. Đấy, mẫu to gấp đôi ra đây. RP7 này sẽ có loại to và loại nhỏ nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Australia nhá. Đấy. Công dụng của nó thì nó sẽ là giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, nới lỏng dễ dàng các bộ phận đã bị rỉ sét này. Đấy. Làm ngưng tiếng kêu phát ra từ các cái vật liệu này và bảo vệ các loại kim lại chống rỉ sét ăn mòn nhá. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp lên các cái chỗ nào mà kêu cót két này, hoặc là nói chung là tất cả các như bên em đã hướng dẫn như ở trên. Đó, thì con này nó sẽ là hàng
theo công nghệ của Australia nhé, Australia đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là RP7 to này, RP7 to nhá, RP7 to giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, còn con này thì nó sẽ là RP7 nhỏ này, RP7 nhỏ này, giá của nó sẽ là 35.000, 35k đó, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Chai to này sẽ là 50k, còn chai nhỏ này sẽ là 35k đó. Con chai to này thì dung tích của nó sẽ là 493 ml nhá. Còn con nhỏ này sẽ là 247 ml. Đấy, một chai to chai nhỏ, các bác muốn lấy chai nào thì lấy, tùy theo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái, các bác lên cho em là kéo tỉa inox hàng made in Japan nhá. Con này thì giá sẽ là 50k. Đấy, và chiều dài của nó sẽ là 20cm cho một con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, kéo tỉa cán của nó thì màu inox sáng bóng như này nhá. Con này thì các bác dùng chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm các thứ rất là ok cho em. Đó. Giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là nó sẽ có cái cao su để các bác khóa cái cán như này. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật đây. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, made in Japan nhá. Hàng từ vỏ đến lõi đều là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, made in Japan nhá. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k. Đó. Kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho một em nhá. Bên em có cả cái cán nhựa thì giá sẽ là 40.000. Đấy, cán nhựa đỏ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy. Có con kích thước to dài nhất, to nhất sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20, 15. Đó. Thì nó sẽ có 3 kích thước với 3 chiếc như vậy. Combo cho các bác là 3 chiếc. Giá thì đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Thớt xanh hết rồi đúng không? Thớt xanh hết rồi à? Các bác lên cho em là bộ 3 thớt kháng khuẩn nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Đấy. Bộ 3 thớt kháng khuẩn của Nhật bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này nhá. Đấy, đây. Bộ 3 thớt kháng khuẩn này cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, thớt kháng khuẩn 5D nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Các bác có thể dùng để mình thái rau này, rồi thái thịt này, dùng là dùng đa di năng được hết luôn. Bộ 3 thớt kháng khuẩn, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho bộ 3 thớt như này. Lên cho em là bộ 3 thớt nhá. Bộ 3 thớt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho 3 cái thớt như này. Con to nhất của nó thì nó sẽ là 35 nhá. 35 x 25. Con nhỡ này thì sẽ là 30 x 20 và con nhỏ nhất này thì sẽ là 20 nhân với lại 15. Đó, 20 nhân 15. Một bộ của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này nhá. 3 chiếc như này và giá thì sẽ là 60.000 cho 3 chiếc thớt như này nhá. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Ấm pha trà dung tích 1 lít, màu của nó sẽ là màu đen rất là đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Đấy, bên trong thì nó sẽ có cái lưới lọc inox như này, cực dày luôn. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê hoặc là pha các cái loại nước uống rất là ok. Bên trong của nó sẽ là inox 316 đây, su 316 này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ có chức năng giữ nhiệt cho các bác luôn nhá. Giữ nhiệt thì nó cũng là vừa phải thôi. Đấy, và các bác dùng để pha trà, pha cà phê rất là ngon. Giá thì chỉ có cho các bác là dung tích là 1 lít nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con ấm pha trà như này. Giá đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà này, ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. Con này siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải đánh răng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo cho các bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là 3 cái, 4 cái, 4 cái là bằng 20k. Đấy, 10 cái sẽ là bằng 40k nhá. Và 30 cái là một hộp này sẽ là bằng 110.000 nhá. 110.000. Siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc và đầy đủ màu mè. Màu mè cho các bác luôn nhá. Đấy, đầy đủ các màu như này. Combo cho các bác 4 chiếc là 20.000, 10 chiếc là 40.000 và 30 chiếc thì sẽ là 110.000 là một hộp. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Đầu bàn chải siêu mềm luôn, siêu mềm. Khi các bác đánh thì nó sẽ là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea nhá. Và nó đang bán trong các cái hệ thống siêu thị của Việt Nam mình là 36.000 Việt Nam đồng. Đấy, và bên shop sẽ thanh lý được cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 bốn chiếc thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, và hàng về theo lô nhá. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, thì các bác mua cho các em là em bán từ 4 chiếc là bằng 20k.
Đấy, 10 chiếc sẽ là bằng 40k và 30 cái là sẽ là bằng 110.000 nhá, 110k. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên, các bác lên giúp cho em đó là viên giặt xả nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là bao gồm là 5 túi, mỗi túi 20 viên. Và giá thì chỉ có cho các bác là nếu các bác mua lẻ như này thì một túi này của nó sẽ là 20.000 nhá. 20.000, 20k cho một túi như này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình giặt xả quần áo rất là ok nhá. Cả giặt cả xả luôn. Đấy. Thì con này nó rất là nhiều chức năng trong một cái túi giặt xả như này nhá. Thứ nhất thì giúp cho các bác là tẩy trắng này. Đấy. Tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Thứ hai là làm sạch này. Đấy, tẩy trắng làm sạch này. Và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chức năng. Đấy, tẩy trắng, làm sạch và thơm thì rất là ngon lành cho bác luôn. Nó sẽ là thuộc cái dạng gel như này thì các bác về các bác chỉ việc là ném trực tiếp vào quần áo là xong. Các bác cho em từ 3 đến 5 viên tùy theo lượng quần áo nhé. Tùy theo lượng quần áo. Một hộp này của nó thì sẽ là 5 bịch thì sẽ là 80k nhé. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên một bịch nhé. 20k trên một bịch. Đó, 20k một bịch nhé. Còn lại là mua cả hộp như này thì cả hộp là 5 bịch nhé. Cả hộp 5 bịch giá thì chỉ có 80.000 thôi. 5 bịch 80k cho một hộp như này nhé. 80k cho cả hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là hộp đựng gạo nhá. Đấy, các bác lên cho em là thùng gạo. Đấy, cái thùng này để các bác đựng gạo. Con này thì nó sẽ là đựng được 10kg gạo các bác. 10kg gạo trong cái thùng như này. Hàng thì khá là dày dẵn chắc chắn của thương hiệu Hokiro nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương công ty Việt Nhật nhá. Công ty Việt Nhật. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật. Hàng của thương hiệu Hokori. Đó, Hokori như này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng này. Đấy, một cái thùng như này. Và một cái âu để các bác đựng gạo này. Âu đựng gạo thì mình chỉ cần là cho gạo vào, sau đó thì mình nhấp như này. Nhấp như này là gạo nó sẽ tụt xuống nhá. Ở đây thì con này nó sẽ đựng yến gạo. Khi các bác nhấp như này thì cái lỗ này sẽ mở này. Và ưu điểm của dòng này thì nó sẽ là mình sẽ ăn được từ gạo cũ đến gạo mới. Kể cả các bác còn 1-2 bò gạo cũ, các bác cứ đổ lên chốc. Đấy, thì mình lấy từ dưới lấy lên. Lấy từ dưới lấy lên thì bao giờ nó cũng gạo cũ nó sẽ chảy trước. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá của nó sẽ là, chờ mấy phút nữa em. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy, 180.000 cho một cái thùng đựng gạo như này. Giá sẽ là 180k. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng gạo nhá. Thùng gạo 10 cân này, thùng gạo 10 cân. Đựng được 10kg gạo, giá sẽ là 180k nhá. 180k. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Và đây, mình xin recommend cho mọi người một em thùng đựng gạo xinh xắn của nhà Hokori Việt Nhật. Kiểu dáng đơn giản, đẹp mắt, khiến cho không gian nhà bếp của bạn trở nên gọn gàng hơn. Chất liệu nhựa BB nguyên sinh, an toàn, bền bỉ và rất chắc chắn. Nhìn em này nhỏ gọn vậy thôi, nhưng sức chứa lên đến 10kg đó nha. Mình thích nhất em này ở điểm có nút nhấn, để lấy được đủ lượng gạo mình muốn mà không cần phải mở nắp. Chiếc ca này ngoài lấy gạo ra thì còn dùng để vo gạo nữa. Nắp đậy siêu kín, tránh được những em tiểu đường và mối mọt khỏi gạo nhà bạn. Còn chờ chiều gì mà không, chốt lên ngay một em này về nhà của bạn. Rồi, ok. Hello các bác, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ xem và mua đơn hàng đủ từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác có thể nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Hàng của thương hiệu Takasio, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Ngoài ra thì về nhà các bác có thể cắm cái chân USB hoặc là máy tính này. Và nó sẽ có 3 đường sạc ra này. Một đầu Type C, một đầu Samsung và một đầu cho iPhone này. Đây, đấy, chân Type C này. Cắm vào cái là có luôn các nhá. Đấy, báo sạc cho các bác luôn. Đây. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một con sạc dự phòng A như này. Lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá sẽ là 260k. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh, công suất của nó là 10W nhá. Đó. Và đây là các cái thông số của nó này. Đó. Giá thì con này có báo pin luôn và nó sẽ có cả một con đèn pin đây. Có là cả một cái đèn pha như này. Đấy, các bác có thể dùng cái đèn pha như này rất là sáng các bác này. Đó, đây. Cần tắt bật ở đây các bác nhá. Hoặc các bác có thể dùng dây mình cắm trực tiếp vào những cái phần này rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A. Giá sẽ là 260k. Đó. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Sạc dự phòng này. Sạc dự phòng A. Giá sẽ là 260k nhé.
260.000 cho con sạc dự phòng an như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sạc của thương hiệu Samsung nhá. Hàng của thương hiệu Samsung. Đây. Samsung các bác này, đó. Và con này thì giá của nó cũng rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Con này dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh nhé, 10.000 mAh. Đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng Samsung nhé. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung các bác, hàng của thương hiệu Samsung. Con này thì công suất của nó sẽ là 10.000 mAh nhé, hàng của thương hiệu Samsung này. Đấy, 10.000 mAh. Con này thì nó sẽ chỉ có cho các bác kèm một cái cáp sạc thôi, kèm một cái cáp sạc. Các bác về thì các bác có thể cắm cái cáp sạc này để các bác cắm sạc vào. Còn sạc ra thì các bác có thể sử dụng các cái chân đầu sạc ra của mình, nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con sạc dự phòng của Samsung như này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là sạc dự phòng của Samsung. Con này thì dung lượng pin của nó là 10.000 mAh, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, cầm nặng chỉ trịch nhá, rất chất lượng các bạn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, đầu nguồn của nó đây các bác nhá. Đấy, phím nguồn này. Có báo pin mới cho các bác đầy đủ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ là pin báo pin các bác này. Đấy, báo pin. Đầy áp 4 viên pin cho các bác luôn nhá. Đó thì về nhà các bác có thể sử dụng trực tiếp. Rất là tiện ích và giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Một con sạc dự phòng của Samsung như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180k cho em sạc dự phòng của Samsung này. Các bác lên cho em là sạc dự phòng Samsung nhá. Đấy. Lên cho em là sạc dự phòng Samsung. Đó. Sạc dự phòng Samsung nhá. Sạc dự phòng này. Đấy, sạc dự phòng Samsung nhá. Đó. Samsung này. Đó. Samsung giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho em sạc dự phòng Samsung này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ngân hàng nhá, sạc ngân hàng. Con này của nó thì nó cũng là hàng của Nhật và dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh, 20.000 mAh nhá. 20.000 mAh. Cũng có đèn báo này, có báo pin và có đèn sáng các này. Đấy, có báo pin, có đèn sáng luôn, rất là tiện. Và cũng có cho các bác là giống như con sạc dự phòng A, cũng có 3 cổng này, 3 cổng sạc ra này và một cái chân như này để sạc vào này. Con này thì rất là tiện luôn, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm rất là tiện. Và cắm trực tiếp vào điện thoại luôn, không cần phải dây dợ lằng ngoằng nữa, rất tiện ích cho các bác luôn. Có đèn pin để chiếu sáng để các bác có thể đi ngoài trời này, đi ban đêm này, rất tiện. Lên mã giúp cho em đó là sạc ngân hàng nhé, sạc ngân hàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con sạc ngân hàng này bao nhiêu đấy. Các bác lên cho em là sạc ngân hàng nhé. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con sạc ngân hàng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là sạc ngân hàng. Giá sẽ là 170k. Con này đang bán 200 thanh lý nốt cho các bác. Giá còn 170.000 nhé. Đó, sạc ngân hàng này. Sạc ngân hàng. Giá của nó sẽ là 170k nhé. 170k cho con sạc ngân hàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhé. Các bác lên cho em đồng hồ nhiệt kế. Con này thì có kèm pin cho các bác luôn. Và nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình xem giờ này, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, về nhà thì nó sẽ có cho các bác một cái lớp màng bảo vệ cái màn hình ở đằng trước, thì các bác bóc qua cho em nhá. Bóc cái màng này ra cho em. Đó. Thì khi các bác muốn cài đặt giờ thì lưu ý các bác là các bác cứ 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em. Đây. Đấy, 12 giờ trưa các bác này, nhiệt độ là 29,5 độ C và độ ẩm là 85%. Đó, và có cái lẫy như này các bác dùng nó rất là tiện. Thì lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Thì có kèm sẵn pin cho các bác rồi. Về nhà các bác dùng hết thì mình thay pin. Đó, và có chân để bàn như này thì các bác có thể để bàn rất là tiện này. Mặt của nó là mặt số điện tử, sáng bóng đẹp, dễ nhìn. Đấy, số to. Đồng hồ của nó là 10. Các bác lắp vào cho em 12 giờ trưa là nó sẽ nảy 12 giờ. Thì các bác không phải mất công cài đặt giờ giấc nữa. Cứ 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em là y như rằng là nó sẽ báo 12 giờ. Đấy, và như thế là nó chạy thôi. Rất là tiện nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đồng hồ nhiệt kế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. Các bác lên cho là đồng hồ nhiệt kế này. Đó, đồng hồ nhiệt kế. Giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhá. 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Có sẵn pin cho các bác luôn. Đấy, 12 giờ 1 phút này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái con đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ LED. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đồng hồ cũng khá là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Thì con này về nhà các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc là sử dụng pin con thỏ nhỏ nhá, hoặc cắm trực tiếp, nó sẽ có dây kèm dây như này. Về nhà các bác cắm một cái ổ cắm một cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Nó rất tiện ích cho các bác luôn.
Giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho một con đồng hồ LED để bàn như này. Đấy, đồng hồ LED để bàn rất là đẹp luôn. Khi bật lên thì nó sẽ có cho bác là cập nhật nhiệt độ này, rồi có báo giờ như này, rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED. Giá của nó sẽ là đồng hồ LED, giá sẽ là 140.000 nhá. Đồng hồ LED này, giá sẽ là 140k cho một con đồng hồ LED như này. 140 cành các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm đốt nhá. Lên mã giúp cho em là nhang trầm đốt. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng nhang được sản xuất từ trầm gỗ tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Đấy, nó sẽ rất là thơm luôn. Dòng này của nó thì phải nói là siêu thơm luôn nhá, siêu thơm luôn. Đó, rất thơm các bác nhá, rất thơm luôn. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang trầm như này. Nhang trầm như này các bác này. Đấy. Rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, rất là thơm các bác. Ở đây thì nó sẽ là một vòng này của nó thì các bác có thể thắp liên tục từ 2 đến 4 tiếng tùy theo cái khu vực nào mà ít gió, càng ít gió thì nó sẽ cháy rất là chậm luôn. Và mùi hương thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, được chiết xuất từ trầm gỗ tự nhiên, rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một hộp nhang trầm đốt như này. Lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k một hộp, bao gồm 100 vòng luôn. Nhang trầm đốt này, nó rất rẻ các bạn, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp nhang trầm đốt các bạn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác dùng để mình sử dụng để mình đấu vào áp quy 12V nhá. Các bác có thể đấu trực tiếp vào áp quy 12V. Thì khi đấu thì các bác lưu ý cho em là cái phần dương này là phần tròn và phần âm là bên ngoài nhá. Đấy thì âm là cái phần cong bên ngoài, còn dương là cái phần đầu tròn như này. Hoặc các bác có thể cắm trực tiếp vào tẩu ô tô để mình sử dụng nhá. Cắm trực tiếp vào tẩu ô tô cho em để mình sử dụng. Có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ được luôn. Đấy, để điều chỉnh này, làm quạt mát này, và các bác có thể dùng để trực tiếp trên ô tô này, hoặc là cắm vào đấu vào trong cái áp quy 12V để mình sử dụng, nó cũng rất là tiện. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Đó, quạt ô tô. Giá sẽ là 130k cho một con quạt ô tô như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái eto kẹp nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là eto kẹp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một con eto kẹp như này thôi. Đó. 180k các bác nhá. Nó sẽ là một con eto như này. Dòng này thì rất là tiện ích để cho các bác có thể sử dụng để mình làm đồ kim khí này, làm nghề làm thợ hoặc là sửa chữa đồ kim khí. Cái này phần này để kẹp này. Đấy. Và cái phần này để các bác kẹp nguyên vật liệu vào đây. Đấy, kẹp nguyên vật liệu vào đây rất là tiện các bác này. Kẹp nguyên vật liệu vào đây rất là tiện các bác. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái eto kẹp rất là dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá. Đấy, bằng thép cứng. Các bác có thể dùng để mình kẹp này, gõ gạc các thứ thoải mái cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một con eto kẹp như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 cho con eto kẹp này thôi nhá. 180k, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là eto kẹp, giá sẽ là 180.000 nhá. Lên cho em là eto kẹp này, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp nhá. Đấy, eto kẹp. Giá của nó sẽ là 180k cho con eto kẹp như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đấy, là sẽ là một con đồng hồ như này. Dây của nó thì sẽ là bằng dây cao su và có một cái đốc sạc như này nhá. Một cái đốc sạc này về nhà các bác đặt vào cái đốc sạc này mà cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, và đây nó sẽ có cho các bác là cái dây như này. Về nhà các bác lắp dây thì rất là đơn giản thôi. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em là xong này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất là ngon lành, cành đào luôn. Đó, lắp dây thì các bác lắp vào cái đầu này cho em. Nó sẽ là một con đồng hồ rất là ngon, và nó thân của nó đều bằng hợp kim hết nhá, và nó là dòng đồng hồ điện tử. Con này thì bên em gửi đến cho các bác là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Hàng gửi đến tay các bác là 100% là hết pin hết nhá. Về nhà thì các bác nhận hàng thì các bác sạc pin vào cho em. Đây, đeo vào thì rất là đẹp luôn các bác này. Rất vừa và khuôn xinh luôn, nam nữ trai gái đều đeo được hết nhá. Và con này của nó thì nó có rất là nhiều tính năng các bác nhá. Đấy, có tính năng là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nghe nhạc, rồi đo bước chạy, nói chung là đa di năng hết này. Đây em sẽ đo nhịp tim cho bác xem nhá. Rất nhiều chức năng luôn này. Cài đặt này, nghe nhạc này, rồi nói chung là rất là nhiều chức năng cho một con đồng hồ như này. Đấy, và nó bằng cảm ứng, dùng rất là thích nhá. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là đi 170.000 cho một con đồng hồ T8 này thôi. Đây em sẽ đo nhịp tim cho các bác xem nhá.
có đo nhịp tim, đo huyết áp, có máy tính cộng trừ nhân chia, đo bước chạy đầy đủ cho bác luôn. Đây em sẽ đo nhịp tim cho bác xem này, rất tiện mà dùng con này thì rất là sướng đó, các bác có thể dùng thoải mái luôn. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp, đo bước chạy rồi đây. Đấy, nhịp tim của em là 75 các bác này, 75 đây, 75 BPM các bác này. Đó, rồi cái đồng hồ này thì nó cũng có khá là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau nhá. Đấy, có khá là nhiều cái hiệu ứng khác nhau thì các bác có thể để hiệu ứng giờ như này. Đấy, có thấy không? Đấy nhá, 1 này. Đấy, 2 này. Đấy, 3 này. Đấy, 4 này. Đấy, 5 này. Đấy, 6 này. Và các bác có thể cài đặt theo cái kiểu là mình cài đặt cả hình ảnh vào đây được luôn, hình nền của mình vào đây được luôn, rất là đẹp, tiện ích, giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8, giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đồng hồ T8 nhá, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 thì con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con đồng hồ kèm la bàn như này. Một con đồng hồ cực kỳ tiện ích và kèm cho các bác một cái la bàn như này các bác này. Đấy, kèm một cái la bàn như này. Đấy, con này thì thứ nhất là đồng hồ này, thứ hai là có la bàn này, có la bàn này, thứ ba là có khui bia này, thứ tư là có móc khóa này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá, 130.000 cho một con đồng hồ la bàn như này, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, thứ nhất đồng hồ, thứ hai là la bàn này, thứ ba là móc khóa này. Đấy, thứ năm là khui bia này. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Và thứ năm là bật lửa này. Bật lửa thì các bác dùng này cho em để bật lửa này. Đấy. Thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Cái này nó chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. 5 chức năng trong con đồng hồ như này. Đấy, có cả kèm cho các bác dây đeo này luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn, giá sẽ là 130.000. Đồng hồ la bàn nhá. Giá sẽ là 130k. Và về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó. Về nhà các bác tự đi bơm ga vào cho em nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. Vừa làm đồng hồ vừa la bàn rồi các bác về tự bơm ga vào cho em, sử dụng rất là tiện ích luôn. Đó. Rồi ok.